kháng sinh. Kháng sinh là gì? Kháng sinh là những chất có nguồn gốc từ vi sinh vật, mãn tổng hợp và tổng hợp, dùng để gì có tác dụng ức chế hoặc là tiêu diệt vi khuẩn với một nồng độ rất thấp. Đó là khái niệm về kháng sinh. Ví dụ như nguồn gốc vi sinh vật do bác sĩ người Anh tìm ra từ môi trường nuôi cấy nấm Penicillium notatum, rồi là từ bán tổng hợp Gampi-Amoxifa, rồi tổng hợp tất cả các kháng sinh thế hệ sau này. Và nhân đây thì cũng nói luôn về khái niệm về sulfamid để các bạn có thể phân biệt được kháng sinh và sulfamid khác nhau như thế nào. Sulfamid là những chất có nguồn gốc từ gì ạ? Tổng hợp hóa học, có tác dụng ức chế hoặc là kìm hãm vi khuẩn chứ không có tác dụng gì các bạn, trực tiếp tiêu diệt vi khuẩn. Thế thì chúng ta thấy sự khác biệt về nguồn gốc của kháng sinh là có cả nguồn gốc gì ạ? Vi sinh vật. Đấy. Còn đối với gì sulfamid chỉ có nguồn gốc bán tổng hợp chỉ có nguồn gốc tổng hợp hóa học thôi. Đấy. Và kháng sinh có tác dụng gì các bạn? Tiêu diệt vi khuẩn, còn sulfamid chỉ có tác dụng ức chế hoặc là kìm hãm vi khuẩn thôi. Đấy thì để các bạn phân biệt được giữa sulfamid và kháng sinh khác nhau như thế nào. Sau khi học xong bài này thì các bạn cũng đừng nói dược lý các bạn học rồi, hóa dược các bạn học rồi, đừng có nói kháng sinh là thuốc chống viêm. Đấy, rất nhiều bạn nhầm, bởi vì tại sao khi chúng ta bị viêm nhiễm chúng ta mới sử dụng đến kháng sinh. Đấy, thì chúng ta cứ nhầm là kháng sinh là thuốc chống viêm, nhưng thực tế sử dụng kháng sinh là để gì tiêu diệt cái nguyên nhân gây ra viêm đó, đó là nguyên nhân gây ra viêm đó là do vi khuẩn. Và chúng ta biết cũng biết là vai trò của kháng sinh đó, nó có một cái vai trò rất là quan trọng ở trong điều trị nhiễm khuẩn. Đấy. Bởi vì nhiễm khuẩn là một trong những cái nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho người bệnh nếu như không được xử trí kịp thời. Đấy. Cho nên là từ khi mà chúng ta tìm ra được kháng sinh ấy, nó đã cải thiện đáng kể cái tình trạng bệnh lý. Các bạn biết là trong những cái năm chiến tranh kháng chiến chống Pháp và đặc biệt là sau này chống Mỹ, chúng ta thiếu một lượng kháng sinh trầm trọng, cho nên rất nhiều thương binh bị tử vong bởi vì không có thuốc để điều trị. Thì trong này cái thời kháng chiến chống Mỹ có rất nhiều cây dược liệu mà nó cũng có tác dụng kháng khuẩn rất tốt. Rồi ví dụ như là gì cái cây mộc quạng, các bạn mà học ở người ta gọi là cây tre rừng đấy, bởi vì cái gai của nó có loại giống như mỏ con quạ, thì đó có trong nó có lượng kháng sinh vật rất tốt. Và thường người ta lấy lá hoặc là quả của cây này, người ta sát nước đặc xong rồi nó ngâm, người ta đổ vào, người ta rửa các cái vết thương, bởi vì kháng sinh cái thời điểm đó chúng ta rất khó khăn, không có. Mãi sau này giải phóng rồi thì mới bắt đầu là hội nhập kinh tế, thì lúc đó chúng ta mới có được ít thuốc để điều trị, còn lại chúng ta không có. Thực trạng sử dụng kháng sinh ở tại những nước đang phát triển và tại Việt Nam mà chúng ta nói riêng thì chúng ta biết là nó rất phong phú, nhưng việc quản lý thì chúng ta biết là lỏng lẻo. Bởi vì kháng sinh là một trong những cái nhóm thuốc kê đơn, thế nhưng mà chúng ta không cần đơn của bác sĩ, bất cứ vị trí nào, địa điểm, thời gian, không gian nào chúng ta cũng có thể mua được kháng sinh. Vì thế cho nên cái sự sử dụng kháng sinh không đúng cách, không đúng liều, không đúng thời điểm, không đúng với vi khuẩn gây bệnh, dẫn tới vi khuẩn kháng lại kháng sinh rất nhiều. Và bây giờ thì tôi thậm chí là có những cái đơn thuốc mà hôm trước có chia sẻ các bạn, một đứa trẻ như thế, còn ông bác sĩ này ông cho dùng đến ba cái kháng sinh, trong đó là cả ba kháng sinh nằm trong cùng một nhóm và hai kháng sinh cùng một cái hoạt chất. Vì thế cho nên là đây cũng là một trong những nguyên nhân gây gì gây kháng, tốn kém về tiền bạc rồi vân vân. Ở trong bệnh viện thì số lượng kháng sinh dùng để dự phòng trong phẫu thuật chiếm tỷ lệ khá cao, nhưng cái hiệu quả điều trị thì còn hạn chế, bởi vì trong này còn thiếu một cái đối tượng nữa. Và các bạn học môn dược lâm sàng cũng đã nói là lịch sử
hình thành và phát triển của môn dược lâm sàng trên thế giới và ở Việt Nam mình nói chung. Thì ở Mỹ đó là thị nhập khẩu đầu tiên, đó là những năm 60 của thế kỷ 20, sau đó đến châu Âu, đến Úc, gọi là mãi sau này mới đến Việt Nam chúng ta khoảng đầu năm 90, đó là 93, 98 thì tất cả các trường y dược đưa môn dược lâm sàng vào. Nên cái vấn đề là các dược sĩ lâm sàng của bệnh viện cũng tương đối là gì, yếu và thiếu. Đấy, cho nên là cái này vấn đề quản lý sử dụng và hướng dẫn người bệnh và thầy thuốc sử dụng kháng sinh đúng nguyên tắc cũng có những mặt hạn chế nhất định. Tuy nhiên qua khái niệm thì các bạn biết là kháng sinh chủ yếu dùng với vi khuẩn, nhưng cũng có một số kháng sinh là nó đặc hiệu với vi điện, virus. Ví dụ như cái này thì chúng ta không bàn ở trong nội dung chương trình hôm nay. Ví dụ như kháng sinh để điều trị ung thư, rồi là kháng sinh gì ạ, điều trị nấm. Đấy. Thế thì về phân loại kháng sinh thì tôi cũng nhắc lại tí thôi. Về có ba cái nhóm chính, thứ nhất là kháng sinh kháng khuẩn trị nấm và chống ung thư, đây là kháng sinh phân loại theo tác dụng điều trị. Rồi là dựa vào gì ạ, tính nhạy cảm thì có hai loại là kháng sinh tiềm khuẩn và kháng sinh diệt tiềm diệt khuẩn. Đấy. Về phân loại theo cấu trúc học thì có 9 nhóm chính và một nhóm khác, đúng không? 9 nhóm chính ở đây đó là nhóm beta lactam. Tôi gọi cái chị này, chị nói cho tôi cái gọi những nhóm nào ấy, xem là chị có nhớ được không. Đỗ Thị Linh đi học muộn với buổi này tôi mới thấy điểm danh Đỗ Thị Linh. Đỗ Thị Linh Có em ạ, có em chưa thầy? trả lời phân loại kháng sinh theo cấu trúc hóa học, kể từng cái nhóm trong đấy, tôi chưa kể hoạt chất đâu, và kể đủ các nhóm kháng sinh đấy đã. Phân loại kháng sinh theo gì ạ thầy? Em chưa nghe rõ câu hỏi ạ. Theo cấu trúc hóa Theo cấu trúc hóa học ấy ạ. đúng rồi, kể đi còn có những nhóm nào. Dạ, thưa thầy, buổi hôm qua em không đi như em nói với thầy nên em không nhớ ạ. Mai tôi mới dạy chứ buổi trước đâu mà nhớ hay không nhớ. Dạ, thưa thầy, cái này em không biết ạ. Có cái này chị học dược lý, chị học hóa dược thôi, chị không biết thì trả lời thôi thôi. Rồi, cảm Chưa ơn, thành cảm ơn nhé, cảm ơn. Rồi, thế đủ cơ sở để có thể là sơ gửi người đi học chăm hay là học như là Trương Thị Quyên. có em ạ. Trả lời đi, không phải nhắc lại nữa. Ừ, trước đây là có nhóm beta, beta 1 và beta 2. Ôi. Trời ơi, trông chờ thì các dược sĩ này Em cũng nhớ hồi chị. học là nói về là nói về dược lý tự tác dụng lên hệ thần kinh thực vật, có beta 1, Đấy beta đấy 2. nhóm gì nhỉ, Rồi, cảm ơn chị. Tiếp theo tôi gọi lớp B nữa, là những người nào đi học chăm. Nguyễn Thanh Vân lần đầu tiên xuất hiện trên màn hình VTV3. Nguyễn Thanh Vân 1983. Tôi gọi là lần nữa Nguyễn Thanh Vân, nếu không có tôi sẽ xóa tên cái buổi sáng hôm nay. Mùng 3 tháng 5 1983. Các bạn xác nhận cho tôi nhé. Xong đến lúc là ý kiến. dạ alo thầy ạ. Tôi đây. Dạ vâng ạ. Nguyễn Thanh Vân, mùng 3 Dạ tháng vâng 5 ạ. 1983. Vâng ạ. Trả lời cho tôi câu hỏi tôi vừa hỏi cả lớp đấy. Thầy ơi, thầy đọc lại hộ em đúng, cái mic nhà em nó vừa xong chắc là mạng làm sao nó cứ rè rè ạ. Cái khi điểm danh thì chị nghe rõ lắm, cơ bản là chị có để ý đâu, cô chị cứ vứt máy đấy xong chị đi làm việc khác. Chị Không nói cho không tôi không là nghe. phân loại kháng sinh theo cấu trúc hóa học nào.
Phân loại thuốc hóa học ạ. Phân loại kháng sinh theo cấu trúc hóa học. Phân loại kháng sinh theo mẫu trúc hóa học. Nó là các nhóm kháng sinh đấy chị. Đây, tại vì là máy của chị nó đang bị màn hình nó đang không nhìn thấy gì luôn. Nhìn làm sao được ở trong đầu chị ý. Nhìn cái gì? Cái này có đâu mà nhìn. Rồi. Đó, em không trả những lời chị được này rồi ạ. Trả lời đi. Trả lời được không? Dạ, dạ có ạ. Trả lời đi. Phân loại kháng sinh. Ôi. Xâm mạng sao nhỉ? Nói đi, tôi đang nghe đây. Alo. Nói đi. Dạ, nó cùng có nhóm beta nắp. Thầy có nghe thấy không ạ? Alo. Tôi không phản ứng gì cả, chị cứ nói đi. Dạ vâng, thông thường các nhóm kháng sinh thì được phân loại theo cấu trúc hóa học và các loại kháng sinh này thì được chia thành nhóm beta lactam ạ. Nhóm aminoglycoside ạ. Thôi, cảm ơn nha. Tiền thuốc mà chưa đọc được thì làm sao ấy được. Nào, chiêm nào. Chiêm đâu? Dạ, em đây ạ. Nó bỏ học rồi, nó không quen rồi, nó có học đâu mà nó nhớ được, nó biết được. Nó có bật lên, bật máy tính lên, nó không thể đọc được. Có bao nhiêu nhóm? Chiêm, đọc đi, cho các bạn nghe. 959, 1. Dạ, chính ạ. Nhóm thứ nhất là beta lactam. Trong beta lactam có mấy phân nhóm? Có hai phân nhóm ạ. Nhóm là gì và nhóm gì? Insulin và cephalosporin. Cephalosporin. Tôi sẽ sửa rồi. Nhóm thứ hai. Dạ. Nhóm thứ hai là nhóm felicon ạ. Felicon, rồi. Tôi từ cứ đọc đi, cứ phân nhóm hết thì tôi sẽ sửa xong. Thứ ba là phenicol. Cyclin. Cyclin ạ. Nhóm tiếp theo là nhóm macrolide ạ. Rồi. Tiếp. Nhóm tiếp theo là nhóm lancosamide ạ. Lancosamide rồi. Nhóm tiếp theo là nhóm amyloglycoside ạ. Đọc cho nhanh là aminoside được, không cần phải aminoglycoside. Rồi. Tiếp. Nhóm thôi rồi. Tôi gọi một anh con trai xem, anh Chí xem nào. Anh Chí. Anh Chí quê mình đây. Nghe thấy rồi. Chí bổ sung thêm nào. Em nghe Chiêm nói không rõ là có nhớ được hết không, nhờ có cái nhóm gọi là quinonome à. Đây, nhóm peptid à? Có một vài nhóm đấy em nghe, không biết là bạn ấy nói chưa. Thế thôi nha. Các bạn nghe lại này. Kể cả bạn Chiêm về vấn đề đọc viết tên thuốc vẫn chưa đúng, chưa chính xác, và có nghĩa là vẫn chưa nắm được nguyên tắc đọc viết tên thuốc. Còn lại mấy cái người bỏ học liên tục ấy, tại sao tôi muốn gọi? Bởi vì người ta bỏ là thành cái bệnh rồi, quen rồi. Nếu tôi không gắt thì buổi sáng nay sẽ không có mặt đâu. Và có khi cũng chỉ đi một buổi để kiểm tra mình 45 phút thôi. Cho nên người ta vẫn không biết. Thế thì các bạn về xem lại cho tôi cái nguyên tắc đọc cái tên thuốc nhé. Ví dụ như khi bạn chiếm bạn đọc là cái nhóm cephalosporin, bạn đã đọc không được. Rồi nhóm aminoglycoside chẳng hạn. Thế thì tôi nhắc lại phân loại kháng sinh theo cấu trúc hóa học gồm có 9 nhóm chính và một nhóm khác.
Nhóm thứ nhất là nhóm beta lactam. Đấy, khi tôi dạy thì nghe không rõ thì chẳng thấy nói đâu. Thế nhưng mà đến khi điểm danh với lại khi hỏi bài cũ thì cứ bảo là em nghe không rõ. Đấy, nó lại ngược nghịch lý như thế. Thế nhóm thứ nhất là nhóm beta lactam. Trong beta lactam thì gồm có penicillin và cephalosporin. Penicillin thì có ba thế hệ, thế hệ một như các kháng sinh penicillin G, penicillin V, thế hệ hai methicillin, oxytetra, oxy, xin lỗi, oxacillin, chlorsacillin, thế hệ ba amo, ampi. Tôi chỉ kể những cái hoạt chất điển hình mà các bạn có thể nghe, chúng ta nhớ được ngay. Về cephalosporin có bốn thế hệ một cephalexin, cephalotidin, rất nhiều nhưng vân vân. Thế hệ hai như cefuroxim, cefuroxim rồi là cefalosporin. Thế hệ ba như cefixim, cefuroxim, cetriazole. Thế hệ bốn như cefepime. Tất nhiên là trong beta lactam có khoảng trên dưới 50 cái hoạt chất. Đấy, nhưng mà tôi chỉ kể cái điển hình. Đó là nhóm thứ nhất. Sang nhóm thứ hai, đó là nhóm macrolide. Thì gồm có ví dụ như eri, azi, clari, rồi là spiramycin, vân vân. Nhóm thứ ba là nhóm lanchocamide, gồm có lanchomycin, clindamycin. Nhóm thứ tư, nhóm tetracycline, có tetracycline, doxycycline, rồi oxytetracycline, vân vân. Nhóm thứ năm là nhóm chloramphenicol, có chloramphenicol, thiamphenicol. Nhóm thứ sáu, nhóm polypeptide, có polymyxin A, B, celestin, gramicidin. Nhóm thứ bảy, nhóm aminosit, có streptomycin, gentamicin, tobramicin, neomycin, spectinomycin, vân vân. Nhóm thứ 8 đó là dẫn chất của imidazole như metro, ocni, tininazole. Nhóm thứ 9 đó là nhóm quinolone, thì còn có thế hệ 1 các cái axit như axit nalidixic, pipemidic, oxolinic, vân vân. Thế hệ 2 đó là các cái quinolông có được gắn với nguyên tố fluor, cho nên người ta gọi là các fluoroquinolông, ví dụ như cipro, fluorosacin, ofloxacin, nofloxacin, levofloxacin, vân vân. Và một nhóm kháng sinh khác đó là kháng sinh điều trị nấm như nystatin, gramicidin, rồi là griseofulvin, ketoconazole. Kháng sinh điều trị lao thì các bạn biết rồi, nó học ở dược lý bài lao rồi, kháng sinh điều trị ung thư, vân vân. Phong thì đó là phân loại kháng sinh, có ba cách phân loại. Thế tại sao tôi muốn nói hỏi lại cái phân loại kháng sinh theo cấu trúc khoa học? Bởi vì các bạn nắm chắc được các hoạt chất ở trong từng nhóm kháng sinh đó thì các bạn sẽ nói được phổ tác dụng của từng nhóm. Bởi vì có những nhóm kháng sinh sau khi học cái nguyên tắc này thì các bạn nói được là khi bị nhiễm khuẩn gram âm thì dùng ở nhóm nào, gram âm dương dùng nhóm nào. Và nếu như không rõ ràng, không thăm khám thì chúng ta có thể dùng kháng sinh phổ rộng dùng ở nhóm nào. Đấy. Rồi chúng ta nhìn lên đó chúng ta có thể biết được là gì? Trong nhóm này những cái hoạt chất nào sử dụng được cho phụ nữ mang thai, phụ nữ cho con bú và trẻ em thì chỉ có hai nhóm thôi, đó là nhóm macrolide và nhóm gì ạ? Beta lactam. Rồi nhóm kháng sinh nào có tác dụng ở trên mắt, nhóm kháng sinh nào có tác dụng ở trên dạ dày khi bị viêm loét dạ dày tá tràng, đúng không? Để do HP. Thế thì tôi nhắc lại mấy cái điểm chính thôi. Ví dụ như nhóm thứ nhất có tác dụng trên vi khuẩn HP để điều trị viêm loét dạ dày, đó là nhóm beta lactam và duy nhất có hoạt chất đó là amoxicillin. Nhóm thứ hai là nhóm macrolide có duy nhất hoạt chất clathrin. Nhóm thứ ba là nhóm tetracycline có hoạt chất tetracycline. Nhóm thứ tư là nhóm quinolone có cipro hoặc levofloxacin. Nhóm thứ năm nó là dẫn chất của imidazole thì đầy đủ cả ba hoạt chất metro, ocni hoặc là tininazole. Thì đó là các kháng sinh có tác dụng ở trên dạ dày. Một số nhóm kháng sinh sau có tác dụng trên mắt. Nhóm đầu tiên nhóm beta lactam. Đây là một nhóm kháng sinh phổ rộng beta lactam.
Vì khi đau mắt trong nhiễm khuẩn, bác sĩ có thể kê cefa, papi, đồ uống, còn có tác dụng trên mắt nhé. Chứ tôi chưa nói là có chế phẩm dạng bào chế thuốc nhỏ mắt. Đấy. Thế thì có tác dụng trên mắt, dùng đồ uống, đó là beta-lactam. Có tác dụng trên mắt dưới dạng thuốc nhỏ, đó là tetracycline, thuốc mỡ. Chloramphenicol ở ngoài chúng ta gặp 0,4%, là thứ ba. Thứ tư là nhóm polypeptide có poly để xa đấy, đó là cái polymyxin B. Nhóm thứ năm, nhóm quinolone có cipro, oplo, đúng không? Đấy. Còn nhóm nào nữa có tác dụng trên mắt không? Nhóm aminosit đó là gì ạ? Neomycin rồi tovaramicin, biệt trợ vào tovaramicin, vân vân. Thì đó là những nhóm kháng sinh có tác dụng trên mắt. Còn độc tính phổ kháng khuẩn thì các bạn đọc thêm trong tài liệu, trong nội dung đây thì nó không đủ để mất nhiều thời gian để nói chúng ta, bởi vì là cái vấn đề trước đây học những cái môn trước các bạn cũng không để ý, với lại có khi là các bạn nghỉ học nhiều, cho nên bây giờ nói lại cả một cái chương đó mà về dược lý thì nó tương đối là mất nhiều thời gian, cho nên tôi chỉ nhắc lại một số cái chính trong cái chương kháng sinh để liên quan đến là sau này, đó là bốn cái nguyên tắc, năm cái nguyên tắc sử dụng kháng sinh để tôi phân tích cho các bạn. Và cái thứ ba đó là sự kháng kháng sinh, đó là khi sử dụng kháng sinh ở mức liều thông thường mà không đem lại hiệu quả điều trị thì được gọi là kháng kháng sinh. Có hai loại kháng, đó là kháng giả và kháng thật. Kháng giả là như nào? Là thường gặp khi dùng kháng sinh kiềm khuẩn nhưng cơ thể không tiêu diệt được vi khuẩn do cái hệ thống miễn dịch kém như già yếu, thuốc điều trị ung thư, ức chế miễn dịch, vân vân. Nguyên nhân thứ hai là vi khuẩn nó chui sâu vào trong tế bào tạo cái vỏ bọc không sinh sản và phát triển nên không chịu tác động của kháng sinh như trực khuẩn lao, sốt rét, bởi vì là chúng ta nó chui sâu vào trong đó, nó không sinh sản nên nó cứ khu trú đó. Ba là không hoặc ít thâm nhập vào ổ nhiễm khuẩn. Đấy. Thì chúng ta xử lý bằng cách đó là thay bằng kháng sinh diệt khuẩn, kháng sinh có dược phẩm kết hợp. Thế thì các bạn chú ý là, và sau khi cái kháng thật kháng giả tôi sẽ nói là trong trường hợp nào chúng ta dùng kháng sinh gì diệt khuẩn, trong trường hợp nào chúng ta dùng kháng sinh kiềm khuẩn, trong trường hợp nào chúng ta dùng kháng sinh dự phòng. Về kháng thật, thứ nhất là kháng thuốc tự nhiên, thì là một số cái vi khuẩn sẵn có tính kháng thuốc đối với một số kháng sinh, ví dụ như gramo, kháng vancomycin, penicillin. Kháng thuốc thu được do vi khuẩn tạo ra men phá hủy kháng sinh, tạo ra gen kháng kháng sinh. Nguyên nhân là do sử dụng kháng sinh không hợp lý. Cái này không hợp lý thì nhiều vấn đề liên quan lắm. Thứ nhất là liều, thứ hai là thời gian, đúng không? Rồi là thời điểm, rồi là phổ, tác dụng, xử lý cần phối hợp kháng sinh, làm kháng sinh đồ. Nhưng chúng ta chú ý cho tôi một vấn đề này, không phải cơ quan, không phải tuyến nào cũng làm được kháng sinh đồ, không phải tuyến nào cũng nuôi cấy được bệnh phẩm. Cái này mất rất nhiều thời gian, tốn kém về tiền bạc. Thứ tư đó là gì ạ? Kháng sinh đồ. Kháng sinh đồ là gì? Là cái phương pháp đánh giá độ nhạy cảm của vi khuẩn đối với kháng sinh trên thử nghiệm in vitro. Thế thì các bạn chú ý cho tôi là khi mà bệnh nhân kháng hết với các loại kháng sinh rồi thì bắt buộc phải chuyển lên tuyến trên để làm kháng sinh đồ và nuôi cấy bệnh gì ạ? Bệnh phẩm. Hoặc khi sử dụng mà kháng sinh đó nó bệnh nhân hầu dị ứng với hầu hết tất cả các loại kháng sinh thì cũng bắt buộc phải làm bước này, đó là làm kháng sinh đồ. À, thì áp dụng trong trường hợp nhiễm khuẩn nặng này, có độ kháng kháng sinh cao này, đã kháng với loại niệu kháng sinh thường dùng này, khi làm cái này thì lúc chọn kháng sinh phù hợp với vi khuẩn gây bệnh trên một bệnh nhân cụ thể, nhưng tôi nói là không phải tuyến nào cũng làm được, chỉ có tuyến tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương thì mới làm được, tuyến huyện không làm được, mà khi làm thì tốn kém về tiền bạc và phải chờ một cái thời gian, đó là vừa mất thời gian vừa tốn kém cái tiền bạc. Về các bạn chú ý với tôi, trong trường hợp nào chúng ta dùng kháng sinh kiềm khuẩn, trong trường hợp nào chúng ta dùng kháng sinh diệt khuẩn và kháng sinh dự phòng thì có cái nguyên tắc thứ năm, lúc đó tôi sẽ nói. Các bạn chú ý này, khi mà thể trạng của bệnh nhân, sức đề kháng của bệnh nhân tốt, nhiễm khuẩn nhẹ thì chúng ta nên dùng các loại kháng sinh gì? Kiềm khuẩn. Bởi vì tại sao? Trong cơ thể người luôn luôn tiết ra một cái lượng kháng sinh tự nhiên kết hợp cả cái lượng kháng sinh gì đưa từ ngoài vào đó thì nó tạo một cái nồng độ
đủ hoạt lực để tiêu diệt vi khuẩn. Nếu như trong trường hợp này mà các bạn dùng luôn kháng sinh diệt khuẩn thì mất luôn cái chức năng tiếp kháng sinh tự nhiên của gì của cơ thể. Trong trường hợp nào các bạn dùng kháng sinh diệt khuẩn? Đó là trong trường hợp gì ạ? Thể trạng của bệnh nhân thì già yếu cũng nghĩa là suy giảm sức đề kháng. Rồi bệnh nhân bị nhiễm khuẩn gì các bạn? Nhiễm khuẩn nặng. Đúng nào? Đây, nhiễm khuẩn nặng. Với cái thời gian sử dụng kháng sinh cũng thế, chúng ta cũng phải hiểu là độ dài sử dụng kháng sinh không có một cái độ dài nào cụ thể. Chờ, xin lỗi chờ tôi thì độ dài nó cụ thể hết. Với các nhiễm khuẩn thông thường thì từ 5 đến 7 ngày, 7 9 ngày, nhiễm trực khuẩn lao với 6 tháng 1 năm. Đấy, rồi nhiễm cái gì ạ? Nhiễm mà nhiễm trùng huyết có thể 4 đến 6 tuần, vân vân. Đấy, cho nên về cái độ dài chúng ta không có một cái độ dài nào cụ thể. Về trong trường hợp nào chúng ta dùng kháng sinh diệt khuẩn, đó là bệnh nhân già yếu này, bệnh nhân có sức đề kháng kém này, rồi bệnh nhân gì ạ? Nhiễm khuẩn nặng này, thì bắt buộc các bạn phải dùng kháng sinh diệt khuẩn ngay. Bởi vì nếu mà chúng ta cứ dùng kháng sinh kìm khuẩn thì bệnh càng ngày nó sẽ gì các bạn, càng nặng, và cơ hội khỏi bệnh của người ta rất thấp và cơ hội tử vong sẽ rất là gì, rất cao. Bởi vì người ta đã thống kê hàng năm trên thế giới cái tỷ lệ tử vong do nhiễm khuẩn một tỷ vong rất lớn, tỷ lệ rất lớn. Và một ngày nào đó nếu như các vi khuẩn nó kháng hết hầu hết tất cả các loại kháng sinh thì cái nguy cơ tử vong sẽ rất là lớn. Đấy, cho nên là còn kháng sinh dự phòng chúng ta dùng lúc nào thì tí nó có một cái nguyên tắc hẳn hoi về sử dụng kháng sinh dự phòng trong điều trị, thì tí nữa tôi sẽ trao đổi để các bạn chú ý, chứ không phải là cứ học xong ra rồi là người ta bị như thế nào người ta kể cái thôi, cứ bán kháng sinh cho người ta uống không làm sao cả, có chết đấy nhé. Một ngày nào đó kháng hết là nguy hiểm, đừng có đổ cái lỗi đó là sau này là do xã hội người ta sẽ lo, mà trước tiên là mình phải để ý trước á. Đấy. Thì về nguyên tắc sử dụng kháng sinh thì có bốn cái nguyên tắc cơ bản. Một là chỉ sử dụng kháng sinh khi có nhiễm khuẩn. Hai, phải biết lựa chọn kháng sinh hợp lý. Ba, sử dụng kháng sinh đúng liều lượng và thời gian quy định. Và bốn là phối hợp kháng sinh hợp lý. Đấy. Thì chúng ta đi từng nguyên tắc một. Và trong quá trình học các bài kháng sinh, các anh chị chỗ nào chưa hiểu, các anh chị cứ mạnh dạn kể cả tất cả các thuốc, các hoạt chất về dược lý, về hóa dược chúng ta học rồi, chưa hiểu các anh chị có hỏi. Bởi vì đây là một cái nhóm thuốc điều trị nhiễm khuẩn rất là rộng rãi, khi bị nhiễm khuẩn từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài tất tần tật đều phải dùng nó, nhưng dùng nó để đạt được hiệu quả an toàn và tránh kháng và các tai biến thì không phải ai cũng nắm chắc. Đấy, cho nên là cần thiết cái gì các bạn cứ tương tác, cứ hỏi. Đấy, chứ còn tôi cũng muốn thử trách mấy cái người mà hay bỏ học ấy, thì tôi biết ngay là người ta học nó như thế nào. Cho nên đừng có đổ lỗi lý do tại sao. Mà chắc chắn là các anh chị, nếu tôi không bận thì sẽ có một hai buổi học thực hành dược lâm sàng, và sẽ có một hai buổi học thực hành dược cổ truyền. Đấy. Cho nên là các anh chị cũng phải đối mặt, không trốn tránh được đâu. Nó phải chấp nhận tủi hờn thôi. Cái gì đúng người ta làm, cái gì không đúng thì thôi. Đấy. Thì các anh chị đi vào cái nguyên tắc thứ nhất là chỉ sử dụng kháng sinh khi có nhiễm khuẩn. Thì căn cứ vào đâu để biết nhiễm khuẩn ạ? Cái này thì đối với bác sĩ mà có nhiều kinh nghiệm ấy thì người ta có thể là không cần phải làm các xét nghiệm mà có thể là người ta chẩn đoán được ngay, trừ những trường hợp mà nhiễm khuẩn nó nặng thì bắt buộc người ta phải gì ạ, có cái các kết quả xét nghiệm thôi, chứ còn thì nếu những cái bác sĩ mà lâm sàng mà người ta giỏi ấy, thì người ta sẽ biết được là nhiễm khuẩn hay là nhiễm virus, đúng không nào? Thì cái thứ nhất là gì các bạn, căn cứ vào cái nhiệt độ mạch, nhiệt độ huyết áp, đúng không? Điển hình nhất là sốt. Bệnh nhân sốt ồ ạt, sốt cấp tính, sốt rất cao, 38,5, 39 và thậm chí 39,5. À, rồi là thăm khám một số cái lâm sàng, phỏng vấn bệnh nhân thì giúp thầy thuốc chẩn đoán các tác nhân gây bệnh qua đường thâm nhập của vi khuẩn, qua các cái dấu hiệu đặc trưng, và đặc biệt dòng sốt có nhiễm khuẩn thì các bạn biết rồi, môi khô, lưỡi bẩn, hơi thở hôi, đặc biệt nhiễm khuẩn có mùi hôi thở rất hôi
thì căn cứ vào các dấu hiệu đó với lại kết hợp để thăm khám hỏi han bệnh nhân thì chúng ta có thể kết luận là bệnh nhân do nhiễm vi khuẩn hay là virus. Đấy, thứ hai, muốn chắc chắn hơn nữa, nếu ở tuyến bệnh viện cần chúng ta làm các xét nghiệm. Xét nghiệm thứ nhất là xét nghiệm thường quy, xét nghiệm thứ hai là xét nghiệm về huyết học. Huyết học thì các bạn đã được học cả kết quả xét nghiệm rồi, đó là chỉ số hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Đấy, đúng không? Thế thì nếu mà sốt nhiễm khuẩn thì bạch cầu nó tăng rất cao, đặc biệt dòng nhiễm khuẩn có mủ. Nếu sốt do virus, ví dụ như sốt do virus sốt huyết ấy, thì tiểu cầu nó giảm rất sâu. Đấy, các cái chỉ số đó. À, thế thì bây giờ thử hỏi lại cái xem có ai nhớ là hồng cầu chỉ số bình thường của nam bao nhiêu, nữ bao nhiêu? Chắc có khi cũng chả nhớ nữa nhỉ. Nhớ không? Có ai nhớ? Có bạn nào nhớ là có người lại gõ trên máy tính đấy. Có người dùng cả điện thoại cả máy tính đang gõ rồi đấy. Nam là 4.200.000 cộng trừ 200.000, nữ là 3.850.000 và cộng trừ 150.000. Đúng không? Có ai nhớ bạch cầu bao nhiêu không? Thưa thầy, bạch cầu từ 7.000 đến 10.000 ạ. Đúng. Thầy ơi, bạch cầu là 3.200 đến 9.800 thầy ạ. Ml trên mét khối ạ. Đúng rồi, anh vừa nói. Tiểu cầu. Tiểu cầu là 150.000 đến 300.000 ạ. 150.000. Nếu mà trường hợp tiểu cầu tăng thì nó ít, nhưng tiểu cầu giảm trong trường hợp nào? Tiểu cầu giảm thì gây ra sinh ra cái gì? Tiểu cầu giảm thì sẽ mình chảy máu. Sốt xuất huyết. Không phải là tiểu, không phải tiểu cầu giảm sinh ra sốt xuất huyết, mà sốt xuất huyết sẽ làm giảm tiểu cầu. Tiểu cầu giảm sẽ gây ra hiện tượng chảy máu ấy thầy, máu không đông ạ. Trong các trường hợp chảy máu, các cái tình trạng là bởi vì chức năng của tiểu cầu là làm máu gì? Làm vào đúng máu. Làm đông máu. Không thể nói là hình thành cục máu đông nút tiểu cầu. Chức năng ta phải hiểu được chức năng của hồng cầu, chức năng của tiểu cầu, chức năng của bạch cầu. Đấy, thì thôi nhắc lại một tí để cho các bạn nhớ các xét nghiệm rồi. Thế đó là xét nghiệm thường quy và xét nghiệm về huyết học để kết luận xem bệnh nhân có bị nhiễm khuẩn hay không. Còn thì thực tế là nếu như đến bệnh viện thì người ta làm cái xét nghiệm này thì nó đơn giản, nhưng mà chúng ta muốn là điều trị cộng đồng ở nhà thôi, đỡ phải đến bệnh viện, vừa đông đúc vừa phiền hà vừa mất nhiều thời gian. Và đặc biệt bây giờ mà đến bệnh viện với cái thời điểm này thì cực kỳ là tai họa, đúng không? Ví dụ như vừa rồi ở Việt Đức có một ca mà cộng đồng như thế, mà mình không ngay lướt qua cái thể delta sức đề kháng của mình yếu, nó xiên vào mũi của mình cái, thì bây giờ mình đang ở nơi nào không biết được, và không cẩn thận là cũng đi ra đi không có ngày về. Đấy, thế nên là cái vấn đề là các cái xét nghiệm này thì đương nhiên đến bệnh viện thì nó đơn giản, kết hợp với các gì ạ? Kết quả cận lâm sàng, đó là chụp chiếu giúp cho thầy thuốc chẩn đoán bệnh nhân có bị nhiễm khuẩn hay một cách chính xác. Thế nhưng mà cái đầu tiên vẫn là cái gì các bạn, thăm khám về lâm sàng, các cái kết quả mạch, nhiệt độ, huyết áp để chẩn đoán ban đầu nó sớm, đỡ phải đến các cơ sở y tế. Cái thực trạng mà các bạn cũng đã biết là các cái phòng khám tư của Việt Nam của mình ý, thì nó trục lợi mà. Nó biết chắc rằng là chỉ có là gì, viêm họng do nhiễm khuẩn đường hô hấp thôi. Thế nhưng mà đến bắt đầu nó khám, khám xong nó làm cho làm một logic xong xét nghiệm. Đấy. Vậy thì kết quả đấy có đúng đâu? Có đúng đâu? Có bố láo. Xong nó lấy tiền xét nghiệm. Lấy tiền xét nghiệm khoảng 500, tiền khám khoảng 300. Kê một cái đơn như bác sĩ bản kia, bác cứ kê khoảng 5 đến 700 nữa là mất khoảng bố nó 2 triệu bạc. Gần 2 triệu. Đấy. Nhưng mà nếu chúng ta chẩn đoán được ban đầu mà chính xác mà sớm thì có thể thôi tự điều trị nhà được. Còn không hiểu là nó nhiễm gram âm hay gram dương ấy thì cứ kháng sinh phổ rộng, cứ bị ta làm trò uống đấy. Nếu người ta có tiền nữa thì dùng các biệt dược của nước ngoài, của Pháp, ví dụ như amo, dùng hẳn amocac hoặc là dùng hẳn au, đúng không? Cefuroxim thì không dùng hoạt chất mà dùng luôn biệt dược ginat của Pháp đấy, đấy, vân vân. Thì chúng ta sẽ giảm thiểu cái thời gian, đỡ mất thời gian, đỡ gì ạ, đỡ mệt người. Và thứ ba đó là tìm viện vi khuẩn gây bệnh. Đây có nghĩa là nuôi cấy bệnh phẩm, cũng giống như kháng sinh đồ,
Không phải trường hợp nào chúng ta cũng làm cái này. Mà khi bệnh nhân bị nhiễm khuẩn nặng, rồi bệnh nhân kháng với hầu hết tất cả các loại kháng sinh, mà chúng ta chưa dùng kháng sinh ý, không 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 khỏi được thì bắt buộc phải làm kháng sinh đồ và gì ạ? Nuôi cấy bệnh phẩm. Đây. Thì các bạn biết là áp dụng trong nhiễm khuẩn huyết nặng, đấy như tôi đã nói nhiễm khuẩn nặng ấy, nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não, thương hàn, rồi thăm khám lâm sàng không tìm thấy dấu hiệu đặc trưng nhiễm khuẩn mắc phải ở bệnh viện, ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch, không có sốt hay chỉ sốt nhẹ, thì những trường hợp đó chú ý không nên áp dụng. Mà tốt nhất nếu mà chẩn đoán được căn cứ vào có đầy đủ kiến thức, chúng ta đọc nhiều sách vở như bệnh học, rồi là một số cái tài liệu mà các cái dấu hiệu đó nó điển hình, thì chúng ta có thể tự điều trị cho bệnh nhân được. Cái thứ hai là phải biết lựa chọn kháng sinh hợp lý. Thì lựa chọn kháng sinh ý, hợp lý hay không dựa vào ba cái yếu tố. Thứ nhất là gì ạ? Phổ tác dụng của kháng sinh, hay còn gọi là phù hợp với vi khuẩn gây bệnh, chính là phổ tác dụng của kháng sinh đấy. Thế chỗ này thì tôi nói kỹ một tí. Từ cái khái niệm, từ cái nguyên tắc thứ nhất, chúng ta biết được tất cả các kháng sinh đều có tác dụng với vi khuẩn. Nhưng nên nhớ rằng mỗi một loại kháng sinh chỉ ưu tiên phổ trên một loại vi khuẩn nhất định thôi. Đây. Trừ một số kháng sinh phổ rộng. Ví dụ nó chỉ ưu tiên trên gram âm hoặc nó ưu tiên trên gram dương. Tất nhiên nếu khi ưu tiên trên gram dương thì nó cũng có tác dụng với gram âm, nhưng nó sẽ gì các bạn? Yếu hơn. Cho nên các bạn phải lựa chọn kháng sinh hợp lý với phù hợp với vi khuẩn gây bệnh. Đó là gì? Người nhiễm vi khuẩn gram dương thì phải lựa chọn kháng sinh ưu tiên trên gram dương. Chứ còn nếu nhiễm gram dương mà chúng ta lại lựa chọn kháng sinh là gram âm thì chắc chắn sẽ thất gì các bạn? Thất bại. Đấy. Cho nên cái thứ nhất là lựa chọn kháng sinh phải phù hợp với vi khuẩn gây bệnh. Có nghĩa là phải gì ạ? Đúng với phổ tác dụng của kháng sinh đó. Đấy. Thì chúng các bạn nhớ cho tôi tại sao nó lại như thế. Thì muốn chỉ định kháng sinh hợp lý thì phải chọn kháng sinh phù hợp với tác nhân gây bệnh. Việc định danh vi khuẩn rất tốn kém, mất thời gian và khó thực hiện, do đó chủ yếu dựa vào kinh nghiệm lâm sàng kết hợp các xét nghiệm. Thì các bạn căn cứ vào đây nhé, ví dụ nhiễm khuẩn ở da hay gặp các vi khuẩn gram dương như liên cầu Streptococcus, tụ cầu Staphylococcus, rồi là trứng cá, chốc lở, mụn nhỏ ở da nhá, là gram dương là chính, để lựa chọn kháng sinh phổ trên gram dương. Khoang miệng, hầu họng hay gặp liên cầu nhóm A, Streptococcus pyogenes hoặc là Staphylococcus aureus. Cái liên cầu nhóm A này nó gây nên cái trạng đặc biệt đối với trẻ em ấy, nếu mà nó cứ lặp đi lặp lại tái phát nhiều lần ấy, dẫn tới bị gì ạ? Tim. Đấy. Rồi nhiễm khuẩn răng miệng, viêm họng đỏ, viêm amidan. Đây là hay gặp liên cầu nhóm A. Còn trong đại tràng thì hay gặp có nhiều gì ạ? E. coli, tiết niệu, Enterobacter và Pseudomonas. Chị mày nhắc thì đứa nào tắt cái mic đi. Chị Hương ơi, tắt mic đi ạ. Cái thứ hai là lựa chọn vị kháng sinh theo vị trí nhiễm khuẩn, đúng không? À thì các bạn chú ý này, nếu như bác sĩ mà giỏi, người ta chỉ cần cứ vào vị trí nhiễm khuẩn là người ta biết được là bệnh nhân đó nhiễm khuẩn gram dương hay là gram âm, đúng không? Ví dụ như tiết niệu, sinh dục, tiêu hóa thường là hay gram âm lắm. Đấy. Thế nên là khi các bạn thấy là các cái trường hợp mà điều trị có nhiễm khuẩn tiết niệu, sinh dục, tiêu hóa thì bao giờ cũng có metronidazole. Chứa là gì? Metronidazole là ưu tiên trên vi khuẩn kỵ thì các bạn kỵ khí. Đấy. Ví dụ như các bạn bị nấm ấy, chúng ta dùng thuốc điều trị nấm thì bao giờ cũng có cái viên Gardenalys ở âm đạo, thì đó là Trichomonas aricap hoặc là nấm Candida aricap hoặc âm đạo Trivaganit,
tự nhiên tôi lại quên mất. Thì đó là hai cái nấm đó, và cái viên là vaginalis thì bao giờ cũng có thành phần là nystatin và metronidazole. Thế thì từ cái vị trí nhiễm khuẩn ấy, bác sĩ người ta có thể là biết được cái loại vi khuẩn cái bệnh đó là gram âm hay là gram dương, kỵ khí hay là kiềm khí. Và từ cái vị trí nhiễm khuẩn thì để người ta lựa chọn cái kháng sinh có được thấm qua được cái ổ nhiễm khuẩn đó hay không. Nếu lựa chọn đúng phổ tác dụng của kháng sinh rồi nhưng kháng sinh đó nó không thấm qua được cái ổ nhiễm khuẩn đó thì cũng thất bại hoàn toàn trong điều trị. Bởi vì nếu nó không thấm qua được thì không có tác dụng gì các bạn, diệt vi khuẩn đó. Thế nên là các bạn phải lựa chọn xem thử kháng sinh đó nó có thấm qua được cái ổ nhiễm khuẩn đó hay không. Và khi thấm qua rồi thì cái dược sinh khả dụng nó có tốt hay không, khoảng hấp thu khoảng bao nhiêu phần trăm. Và các bạn chú ý là các tổ chức khó thấm thuốc như tuyến tiền liệt đấy, dùng quinolone thế hệ 2, cephalosporin thế hệ 3, cotrimoxazole đó chính là cái bisacol. Ở dịch não tủy dùng chlorampheniconazole, thì hiện nay thì tí nữa tôi sẽ nói riêng cái chlorampheniconazole. Rifamycin, metronidazole, cephalosporin thế hệ 3, 4. Về xương khớp, lancomycin, clindamycin, rifamycin, quinolone thế hệ 2, cephalosporin thế hệ 1. FQ đó là fluoroquinolone đấy, đó chính là quinolone thế hệ 2 nhé. Thì đối với chlorampheniconazole nhé, các bạn chú ý, thì trước đây thì người ta cũng dùng có hai cái chlorampheniconazole và tetracycline thì dùng để điều trị nhiễm khuẩn toàn thân. Nhưng hiện nay thì hai cái kháng sinh này người ta rất ít dùng để điều trị nhiễm khuẩn toàn thân, bởi vì tác dụng không mong muốn và có thể nó để lại di chứng. Ví dụ như teta, rồi ví dụ như chloram thì gây thiếu máu, bất sản tủy, gây suy tủy, đúng không? Đặc biệt là các dòng ung thư, dòng bạch cầu, ung thư máu. Ở đây là người ta ít dùng để điều trị nhiễm khuẩn toàn thân, chủ yếu là dùng ngoài, trừ một số trường hợp là trong điều trị thương hàn thôi. Thương hàn người ta dùng chloramphenicol. Nhưng chú ý cho tôi, mặc dù cái nguyên tắc thứ ba tôi chưa nói nhé, khi dùng chloramphenicol để điều trị nhiễm khuẩn ở đường tiêu hóa như thương hàn thì không bao giờ được dùng liều cao, mà phải dùng liều thấp nhất sau đó tăng liều dần. Dùng liều thấp nhất tăng liều dần, bởi vì tại sao? Khi mà các bạn dùng liều cao thì cái chloramphenicol này tiêu diệt hết toàn bộ các vi sinh vật ở trong đường tiêu hóa, dẫn tới nó giải phóng ra một cái lượng nội độc tố rất lớn và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của con người. Đấy. Thì nguyên tắc sử dụng kháng sinh là phải dùng liều cao, nhưng trong trường hợp điều trị thăng hàn dùng chloramphenicol thì người ta chỉ dùng liều thấp. Nhưng thì bây giờ thì người ta cũng ít ứng dụng, trừ trường hợp dùng cefotaxim mà nó không hiệu quả thì người ta phải kết hợp với chloramphenicol thôi. Còn lại thì người ta ít dùng chloramphenicol, chỉ có dùng ngoài thôi, dưới dạng thuốc nhỏ mắt, rồi là gì ạ, để điều trị tiêu chảy, nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, rồi là gì ạ, rắc ở ngoài vết thương. Đấy, còn teta thì cũng thế. Tiếp theo, các kháng sinh bôi tại chỗ cho mắt, nhỏ tai cũng có tác dụng làm tăng nồng độ kháng sinh tại ổ nhiễm khuẩn. Kháng sinh dùng ngoài rất đa dạng và thường có độc tính cao khi dùng toàn thân, như colistin đó là trong nhóm amino trong nhóm ami polypeptide, rồi framicefin, polymycin B đây là trong nhóm polypeptide. Thì người ta những cái kháng sinh này thì độc tính cao cho nên người ta chỉ có dùng ngoài thôi. Rồi với nhiễm khuẩn da và mô mềm nên sử dụng thuốc sát khuẩn, ví dụ như cồn 70 độ, chlorhexidine, iốt hữu cơ hoặc bản sulfadiazin, azin. Các bạn được thực hành bào chế rồi thì chúng ta sẽ được pha cái dung dịch cồn iốt từ 1 đến 5%, cồn 70 độ, sau đó chúng ta pha cùng với iốt hữu cơ, iốt cộng với Ki, Ki là chất làm tăng độ tan của gì của iốt. Đấy, hoặc là chúng ta pha cái dung dịch lugol đó là iốt 5%, dung môi dùng là nước uống để phòng chữa biếu cổ. Đây thì có cái bạc sulfadiazin, có biệt dược là sinvidin ấy, thì cái này thì thường chủ yếu là sát khuẩn ngoài da mà dùng để điều trị bỏng 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 hơi ở trẻ em ấy. Các bạn thấy ở ngoài có loại thuốc mỡ và có loại thuốc xịt, bạc sulfadiazin nó phủ lan hoặc bạc nó phủ lên một lớp ở trên cái vết thương vết bỏng.
cái thứ hai tôi nói rồi đúng không, tôi phân tích rồi, đó là lựa chọn theo vị trí nhiễm khuẩn. Từ cái lý do thứ nhất là phổ tác dụng, rồi lý do thứ hai nó liên quan đến lý do thứ nhất, đó là từ vị trí nhiễm khuẩn thì biết được vi khuẩn gây bệnh, đúng không? Và từ vi khuẩn gây bệnh thì chúng ta căn cứ vào vị trí nhiễm khuẩn để xem thử cái kháng sinh đó nó có thông qua được cái ổ nhiễm khuẩn đó hay không, lúc đó mới quyết định lựa chọn cái kháng sinh đó. Và cái thứ ba đó là cơ địa của bệnh nhân. Cơ địa ở đây thì nói nó rộng, thứ nhất là tùy từng lứa tuổi, trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ, rồi người bị bệnh mắc kèm đấy, rồi người có cơ địa dị ứng rất là nhiều, như người cao tuổi, người suy giảm chức năng gan thận, dễ bị tích trữ thuốc, do đó chức năng thải trừ thuốc kém đấy. Thì đối với những người mà có những vấn đề này thì khi sử dụng kháng sinh các bạn cần cân nhắc, một là lựa chọn các kháng sinh, nếu suy gan thì lựa chọn kháng sinh đó là chuyển hóa hoàn toàn qua thận, còn nếu người ta suy thận thì lựa chọn kháng sinh chuyển hóa yếu ở gan để giảm tải cho các cơ quan này, hoặc thứ hai là các bạn phải giảm liều cho những đối tượng này, hoặc thứ ba là chúng ta phải nới rộng dụng khoảng cách giữa các lần đưa thuốc, hoặc thứ tư chúng ta có thể dùng gì ngày hôm nay đúng như liều của người bình thường, ngày mai các bạn nghỉ, ngày sau chúng ta lại dùng liều như người bình thường, có nghĩa là cách nhật ngày dùng ngày nghỉ đấy. Và chú ý với các nhóm kháng sinh có độc tính cao với thận như aminoxid, rồi vancomycin, tetracycline. Ở đây thì nói điển hình là nhóm aminoxid như streptomycin, zanta, rồi là tobraneomycin. Nó gây gì các bạn? Rối loạn tình dục tai, có thể gây điếc và có thể gây suy thận. Trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, tất nhiên dùng nhóm. Đây tôi cũng nhắc từ đầu. Tại sao tôi nói là muốn các bạn nhắc lại cho tôi cái cấu trúc hóa học? Đó là gì? Nên dùng hai nhóm, nhóm beta-lactam và nhóm macrolide. Thì khi mà các bạn phân loại theo cấu trúc hóa học ấy, thì các bạn nhớ được trong nhóm beta-lactam những cái kháng sinh nào, trong nhóm macrolide có những cái kháng sinh nào. Đấy. Phụ nữ cho con bú, có thai, ảnh hưởng đến gì? Khi uống thuốc ảnh hưởng đến thai nhi, hoặc là tiết qua sữa ảnh hưởng đến chất lượng của sữa hoặc đứa trẻ, cho nên cũng lựa chọn hàng đầu thì đó là macrolide và beta lactam. Người có cơ địa dị ứng dễ gặp dị ứng với kháng sinh, đặc biệt là sốc quá mức khi tiêm, thì cái nhóm kháng sinh nguy cơ dị ứng cao nhất đó là beta lactam, cycline, fenicol, quinolone. Ở đây thì nói beta lactam, nhắc đi nhắc lại rồi, khi dị ứng một hoạt chất trong nhóm beta lactam thì nghĩ ngay đến cái vấn đề là nó sẽ nhiễm chéo và dị ứng với hầu hết tất cả các loại kháng sinh ở trong nhóm. Và dùng đường tiêm thì luôn luôn phải nhớ câu là phải tự test trước khi tiêm, bởi vì sốc rất dễ bị sốc kháng sinh ở nhóm beta lactam như penicillin. Thì cái nguyên tắc thứ ba đó là thời gian và liều dùng của kháng sinh. Thứ nhất là đối với thời gian thì không có quy định một cách cụ thể về thời gian độ dài sử dụng kháng sinh ý, tùy vào từng loại vi khuẩn gây bệnh. Đối với các nhiễm khuẩn thông thường thì từ 5 đến 7 ngày, sau đó các bạn có thể bồi thêm 2 đến 3 ngày nữa, đó là từ 7 đến 9 ngày. Với nhiễm trùng huyết 4 đến 6 tuần, với nhiễm trực khuẩn lao 6 tháng đến 1 năm, thậm chí là kéo dài đến 1 đến 2 năm, đó là điều trị. Tấn công xong đó là dự phòng, đấy là về thời gian. Thứ hai về liều sử dụng kháng sinh, luôn luôn nhớ cho tôi một điều là phải dùng liều cao ngay từ đầu, không được dùng liều thấp để tăng liều, và cũng không được bỏ dở chừng thuốc đột ngột, dừng thuốc đột ngột. Ví dụ như là chúng ta mới dùng được 2 ngày thấy khỏi bệnh thì chúng ta dừng luôn, không được. Mà kể cả có khỏi bệnh rồi vẫn phải dùng đủ thời gian và vẫn phải duy trì liều như thế đủ thời gian. Thì một cái vấn đề là liều, tôi đã nói phân tích chlorampheniconazole. Vấn đề thứ hai đây tôi muốn nói là thời gian sử dụng. Nếu ở đây bạn nào bán thuốc nhỉ? Bạn nào cứ hay trả lời với tôi, tương tác với tôi và con trai đấy nhỉ? Bạn nào bán thuốc tôi hỏi cái hoạt chất này thì thôi. Đâu, tôi giải thích thôi, không vấn đề gì cả. Dạ. Em ạ. Em tên gì nhỉ? Em tên Đoàn Văn Anh ạ. Đoàn Văn Anh. Anh cho tôi hỏi cái là cái hộp azithromycin hàm lượng 500 mg. Vâng ạ. Cái đấy là thường thường một vỉ là 3 viên thầy ạ. Liều của dùng nó là 3 ngày ạ. À, có nghĩa là một hộp có một vỉ thôi đúng không? Đấy. Một vỉ 3 viên thầy ạ. Một vỉ có 3 viên. Thì các bạn nhớ cho tôi là một đợt điều trị của azithromycin với hàm lượng 500 mg
chỉ dùng trong 3 ngày. Kể cả cái Azithromax mà hôm qua tôi có hỏi cách pha đó để uống cho trẻ em. Liều của trẻ em 5ml tương đương 200mg azithromycin cũng chỉ một đợt điều trị mấy ngày ạ? 3 ngày. Thế tại sao nó lại có 3 ngày? Và tại sao liều của chloramphenicol lại dùng liều thấp không dùng liều cao, giải thích rồi. Và thời gian của cái azi này tại sao có 3 ngày? Thì các bạn chú ý cho tôi là với azithromycin, người ta làm sinh dược học bào chế và đó cái hoạt lực của nó, cái dược động học của nó ấy, đấy, hấp thu phân bố chuyển hóa thải trừ. Thì với liều 500mg một ngày dùng một lần, thì sau 3 đến 4 ngày sau khi ngừng thuốc vẫn độc đạt được cái nồng độ tương đương như ngày thứ nhất, thứ hai trong máu. Cho nên người ta không cần phải dùng thêm một hộp thứ hai, đó là 3 viên nữa. Cái thứ hai, khi người ta dừng lại ở 3 viên thì để giảm được rất nhiều cái tác dụng không mong muốn, thay cho dùng là 6 viên. Cho nên là lý do tại sao về cái thời gian sử dụng kháng sinh azithromycin liều cao thì chỉ có dùng trong 3 ngày là như thế. Sau này các bạn sẽ ra nghề, chúng ta sẽ thắc mắc. Và tôi gặp rất nhiều người rồi. Thầy ơi, em hỏi một câu ạ, thầy ơi. Vâng. Thầy ơi, em thấy cũng có nhiều quầy thuốc ấy, nhà thuốc người ta kê cái azithromycin ấy hàm 250 ấy, có nghĩa là cho người lớn ghi là sáng một tối một cái đấy thì uống, thì có như thế có được không ạ thầy? Ờ không, 250 thì sao? Tôi đang nói đến hàm lượng 500 và 250. Nhưng mà ý em muốn nói là ví dụ người ta uống kéo dài như thế trong một ngày thì có được không ạ thầy? Thì người ta chia đôi cái liều đấy ra thì là không sao. Thế đây hỏi tiếp là bạn Anh là nếu mà 250 thì một vỉ mà bao nhiêu viên anh? Vỉ đấy là 6 viên thầy ạ. Nhưng mà một hộp mấy vỉ? Một hộp thường thường là các công ty thường thường đóng là một hộp một vỉ thầy ạ. Thế thì chúng ta cũng chỉ dùng trong mấy ngày? 3 ngày. Vâng. Đúng không? Vâng. Đúng không? Vâng. Cũng có những công ty thì chúng ta đóng là 2 vỉ đấy. Không có, nhưng mà thường thì các bạn nhớ cái quan điểm như này này, không phải nhà sản xuất nó đóng cái hộp thuốc đó vô cớ đâu, mà đó chính là một đợt điều trị. Ví dụ như thuốc điều trị mỡ máu, đúng không? Atorvastatin hoặc phenofibrat rồi các thứ vân vân. Thì một hộp đó chỉ uống trong vòng một gì? Một tháng. Có đúng không? Rồi là tôi nói ví dụ như đáp lông hàm lượng bao nhiêu nhỉ? 500mg. Đúng nhỉ? Nghe đến đáp lông chưa? Đúng rồi ạ. Điều trị về chị. 500mg. Một hộp nó có bao nhiêu viên? Một hộp có bao nhiêu viên? Một hộp 60 viên ạ. 60 viên đó thì có ngày, một ngày dùng bao nhiêu viên? Ngày dùng duy trì 2 viên thế. Thế là một hộp nó điều trị trong một tháng. Một tháng. Đấy. Chứ không phải là người ta đóng cái ngẫu nhiên đâu. Và các bạn phải biết là người ta đã chia liều trong đó rồi nhưng mà mình không để ý. Đấy. Trường hợp cấp tính các bạn có thể ngày dùng 3 đến 4 viên nhưng liều duy trì để gì ạ? Chống cái hiện tượng là suy tĩnh mạch, đúng không? Bởi vì đó là có tác dụng bền vững mà. Xem này, thì người ta dùng liều duy trì một ngày 2 viên, dùng liên tục trong vòng 1 tháng. Nếu 1 tháng dùng xong thuốc phải đi kiểm tra. Suy giảm cái tĩnh mạch chi dưới mà. Đấy. Còn trường hợp cấp tính, ví dụ như bệnh trĩ hoặc chảy máu cam, các bạn điều chỉ một đợt cấp tính thì có thể chúng ta dùng là 3 đến 4 viên trên một ngày. Thế nhưng mà để duy trì bao giờ cũng người ta cũng có cái liều như thế. Đấy. Thì là chú ý về cái không phải nhà sản xuất người ta đóng cái ngẫu nhiên là như thế đâu. Đó là một cái đợt điều trị của nó. Thưa thầy, nhân tiện thầy cho em hỏi luôn một câu này ạ. Em định để thầy giảng hết em mới hỏi, nhưng em thấy là cũng hơi lăn tăn chỗ này ạ. Trong cái phần trên thầy có nói là khi mà dùng kháng sinh đối với những trường hợp yếu ấy ạ, sức đề kháng yếu hoặc là cơ thể yếu, người già, trẻ em ấy ạ, sức đề kháng kém ấy ạ, thì dùng kháng sinh là dùng cách Nhật. Thế thì liệu là cái nồng độ kháng sinh đối với những cái kháng sinh ấy mà đâu, cái thời gian thải trừ rất thấp đâu, ạ? Sao tôi nói cái chỗ đấy ở đâu? Phần trên, phần 2 ạ, lựa chọn kháng sinh hợp lý ạ. Em thấy là đối với những trường hợp dài yếu thì mình có thể, thầy dài nói yếu không phải, mà tôi nói là bệnh nhân bị suy gan, suy thận chứ. Suy giảm cái chức năng gan thận này. Rồi ví dụ như là chủ yếu là chú trọng đến cái chức năng gan thận,
Còn trong trường hợp mà suy giảm mà người cao tuổi hay là nhớ nhầm sang cái chỗ mà dùng kháng sinh kiềm khuẩn diệt khuẩn. Vâng đúng rồi đấy ạ, cái phần 2 lựa chọn kháng sinh hợp lý thầy. Cái phần trên ngay phần trên cái chỗ mà amiglucosid ạ, độc cho thận ạ. Thì cái dòng đầu tiên em định là để cho thầy giảng hết rồi em mới hỏi, nhưng mà các bạn hỏi nhân tiện em hỏi thầy luôn ạ. À vâng, thế nếu mà thế thì em nghe nhầm ạ, tại vì là chỗ đấy thì em thấy hơi thắc mắc. Em sợ là cái thời gian mà như vậy thì sẽ một số kháng sinh nó không đủ nồng độ trong máu để kìm khuẩn hoặc kháng khuẩn ạ. Tôi nói là khi lựa chọn thuốc nha, cho đối với những bệnh nhân suy gan suy thận và người già yếu và đặc biệt ở đây suy gan suy thận, thì các bạn thứ nhất là phải lựa chọn, nếu như bệnh nhân đó bị suy gan thì lựa chọn những cái thuốc chuyển hóa phần lớn qua thận. Nếu bệnh nhân suy thận thì lựa chọn cái chế phẩm nó qua gan. Nó là phần trên, phần này thì em có ghi rồi ạ. Thế phần này trên em là phần ý kiến. Để mình chiếu lại đâu. Phần trên đây là phần 2 ạ. Thì có thể là em nghe nhầm. Đây đây. Đây đang 2 đây. Thầy lựa chọn kháng sinh hợp lý phần mà bên trên cái dòng amiglucosid gây độc cho thận ấy ạ. Thì em thấy có một câu là đây, trong slide tôi đang chiếu đây. Slide tôi đang chiếu đây. Tại vì slide của thầy thì ở trên máy của em này em nhìn không rõ, cho nên chủ yếu là em nghe thầy nói ạ. Có một dòng thế em để định cuối em hỏi thầy, nhưng mà có thể là em nghe nhầm ạ. Thích lại cái chỗ này cho. Nếu nói là cái đấy thì không phải là không không, cũng nó liên quan đấy. Cứ hỏi nốt đi, hỏi nốt đi, tôi sẽ giải vâng, thích cho. Em thấy là có một chỗ thầy nói, em nghe không nhầm, thì thầy nói là đối với những trường hợp mà người già yếu thì cái liều mình vẫn duy trì, thế nhưng mà mình có thể là dùng ngày đầu liều như thế và ngày thứ hai mình có thể bỏ và ngày tiếp theo mình có thể dùng ấy ạ. Thế thì em thấy là đấy, trong những trường hợp trong những một số trường hợp mà kháng sinh cái thời gian bán thải của nó ngắn ấy ạ, thì nó không đủ cái nồng độ ở trong máu để kìm khuẩn hoặc diệt khuẩn, thì liệu có đảm bảo không ạ? Rồi, tôi hiểu bạn hỏi cái gì rồi. Ở đây thì lựa chọn kháng sinh theo cơ địa bệnh nhân đây thì những người nhá, những trẻ em này, người cao tuổi này, người suy giảm chức năng gan thận này dễ bị tích lũy thuốc do chức năng thải trừ thuốc kém, thì các kháng sinh có độc tính cao với thận như aminoxid, vancomycin đấy. Thì tôi đang nói cái chỗ này có thể là bạn nghe có phải bạn chưa hiểu, ví dụ như là khi mà sử dụng các kháng sinh mà nó độc tính cao với gan với thận rồi nó tích lũy, mà những cái đối tượng những người cao tuổi và trẻ em thì hoặc là người suy giảm chức năng gan thận ấy, thì cái khả năng đào thải cái thuốc này nó sẽ kém, nó sẽ gây tích lũy ở trong cơ thể. Thì chúng ta phải chú ý là gì ạ, thứ nhất là phải giảm gì ạ, giảm liều, không được liều bao giờ cũng liều dùng của thuốc có liều gì ạ, liều tối thiểu, liều điều trị, liều tối đa, liều độc của liều chết. Thì trong trường hợp này chúng ta không được dùng là bao giờ cũng thấp hơn liều điều trị, đó là dùng liều tối thiểu, chứ không bao giờ được dùng liều điều trị giống như người bình thường mà các bạn phải giảm liều, đúng không? Giảm liều trên những đối tượng này. Rồi là lựa chọn chế phẩm, ví dụ như suy thận thì lựa chọn chế phẩm chuyển hóa chủ yếu qua gan, suy gan thì lựa chọn chế phẩm chủ yếu chuyển hóa qua thận. Đây là nói chung nhá, chứ không phải riêng gì kháng sinh. Hoặc đúng không ạ? Hoặc để các bạn tránh được các cái tai biến này trên cơ quan đó là gan thận, thì một là các bạn giảm liều, nghe lại, hai là các bạn nới rộng khoảng cách giữa các lần đưa thuốc. Bởi vì bạn hỏi có liên quan đến cái T1/2, thì đối với những trường hợp này thuốc nó sẽ gây tích lũy trong cơ thể, cho nên không ảnh hưởng gì vấn đề là T1/2 hết. Bởi vì chúng ta muốn giảm liều là để tránh, nếu như chúng ta dùng liều bình thường như người kia thì nó gây tích lũy trong cơ thể, và lượng thuốc nó tích lũy trong cơ thể thì nguy cơ ngộ độc đến các cơ quan chức năng này. Đó là thứ hai. Hoặc thứ ba, các bạn nới rộng khoảng cách giữa các lần đưa thuốc. Đấy. Bởi vì tại sao nới rộng được? Bởi vì người bình thường thì dược đồng học hấp thu phân bố chuyển hóa thải trừ T1/2 nó đúng theo quy luật của nó. Nhưng những người có chức năng này kém thì nó sẽ thải trừ chậm hơn, nó tích lũy trong cơ thể. Đấy. Hoặc là cái thứ ba, đúng không? Các bạn dùng cách nhật. Ngày nay dùng liều đúng như bình thường, người bình thường dùng. Ví dụ như amoxicillin nhé, tôi lấy ví dụ nhé, chứ không phải là cụ thể. Ví dụ amo chúng ta dùng 4 gram trên một ngày, chia làm 2 lần. Thì các bạn giữ nguyên liều như thế, nhưng ngày hôm sau chúng ta lại không dùng, ngày sau nữa chúng ta dùng. Thì tại sao những người bình thường thì toàn bộ cái thuốc này nó thải trừ hết rồi, nhưng đối với những người có chức năng gan thận kém thì nó vẫn tích lũy ở trong cơ thể.
Và như thế chúng ta phải kéo dài cái thời gian sử dụng thuốc hơn. Thay vì chúng ta dùng 7 ngày mà chúng ta chỉ kéo dài ra 14 ngày, nhưng thực tế chúng ta dùng có mấy ngày các bạn? 7 ngày. Đúng không? Đấy. Hoặc là giống tương tự như thế, khi các bạn sử dụng gì ạ? Các thuốc chống viêm corticoid, chúng ta cũng dùng cái lối điều trị cách nhỉ. Mục đích của cái này là để gì ạ? Giảm cái nồng độ hàm lượng của thuốc mà khi bệnh nhân suy gan suy thận này nó tích lũy vào trong cơ thể và nó không độc thải đúng như dược học, như quy trình, nó gây độc cho các cơ quan này. Đấy, được chưa? Thưa thầy, thế vậy em xin hỏi thầy một câu nữa, bởi vì là em cũng không hiểu lắm ạ, thì nhờ thầy giải thích luôn ạ. Nhưng mà em thấy là trong một số những trường hợp mà nếu mà đã nó còn lưu lại trong cơ thể thì nó không ở cái phần mà tế bào đích mà nó lại ở cái phần dự trữ là mô mỡ hoặc là ở các mô khác, nó gây độc cho chính các mô đó, thì liệu là cái nồng độ ở trong máu nó còn đảm bảo để duy trì nữa hay không ạ? Bởi vì là bạn phải hiểu như này này, nếu cái dược động học của nó là nó hấp thu, phân bố, chuyển hóa, thải trừ, nó cứ theo một cái vòng tròn theo một cái quy luật như thế, và nó lại tái được tiếp tục hấp thu đi vào vòng tuần hoàn chung, và nó lại đến các đích tác dụng, và nó lại theo một cái quy luật như thế, nó hấp thu, phân bố, chuyển hóa, thải trừ, chứ không phải là nó tập trung vào một vị trí, một cái mô nào nhất định. Đấy. Bởi vì em thấy quá trình điều trị thì có một số thuốc là chỉ tích lũy ở mô mỡ ạ, có duy trì trong cơ thể nhưng mà chủ yếu là nó ở các mô mỡ, thì cái nồng độ của nó ở trong máu cũng rất thấp, như vậy thì nó có đảm bảo cái liều điều trị không ạ? Thì đấy là một số thuốc, đúng không? Cho nên người ta phải đánh giá được cái hoạt lực, có nghĩa là trong cái tờ hướng dẫn sử dụng, ví dụ cái hoạt chất đó thì người ta phải đánh giá được là cái dược động học đó, cái hoạt lực của nó, và sau khi nó phân bố, nó chuyển hóa, nó thải trừ thì nó lại hấp thu được bao nhiêu phần trăm nữa vào máu. Chứ có đâu phải là mỗi toàn bộ mỗi tất cả các loại thuốc là đều dự trữ chính ở mô mỡ đâu. Vâng. Thế vậy thầy, trong những trường hợp đó tại sao mình lại không dùng thuốc bổ gan bổ thận để cứu cho cái chức năng gan thận, để đảm bảo cái nồng độ kháng sinh ở trong máu để đặt cái liều điều trị đảm bảo cho cái việc mà điều trị. Tôi hỏi bạn nhé, gan thận bị suy rồi dùng thuốc bổ gan bổ thận có quay trở lại được cái mức độ suy của nó không? Tất nhiên là trong cái vấn đề sử dụng thuốc, người ta vẫn phải dùng gì ạ? Dùng ví dụ suy giảm chức năng gan, uống cái thuốc đó người ta vẫn phải cho bổ gan. Nhưng bổ gan trong trường hợp đó là để gì ạ? Để tránh cái hiện tượng của cái thuốc đó nó sẽ làm mức độ suy thêm thôi. Chứ bệnh nhân suy gan suy thận có chữa được khỏi không? Vâng, em đồng ý với thầy. Thế nhưng mà trong trường hợp này, nếu mà như vậy thì sợ là cái nồng độ ở trong máu không đảm bảo thì mình sẽ lựa chọn kháng sinh để không độc với gan với thận, có phải là tốt hơn không ạ? Bởi vì mình đã biết thế tôi nói bạn là nếu như bạn lựa chọn được cái kháng sinh mà nó không độc với gan với thận, nhưng tôi khẳng định không có một kháng sinh nào mà không độc với gan với thận cả, đúng không? Chuyển hóa thuốc hoàn toàn ở đâu? Thì chủ yếu là gan và một số ít là ở đường tiêu hóa. Thế nhưng mà trong trường hợp này, nếu mà như vậy, đối với những trường hợp mà đã suy gan suy thận không còn khả năng bù nữa rồi, thì lúc đó là mình phải lọc máu ạ, hoặc là phải chạy thận đấy ạ. Thì khi đó mình phải lựa chọn kháng sinh phù hợp, chứ còn nếu mà mình biết nó độc với gan với thận rồi thì mình dùng thì được cái nọ mất cái kia, thì lúc đấy nó cũng rất khó ạ. Tôi hỏi bạn đấy bây giờ nha. Bây giờ người ta nói là chỉ trường hợp là suy giảm chức năng gan thận, đúng chưa? Nếu suy giảm chức năng gan thận thì khi đó dùng bổ gan bổ thận thì vẫn bù được ạ. Thì tôi có nói là không dùng được đâu, đúng không? Tôi có khẳng định với bạn là không nên dùng bổ gan đâu. Mà tất cả các trường hợp người bác sĩ vẫn kê là gì? Boganic cơ mà. Thế tôi có nói với bạn là không được dùng bổ gan đâu. Dạ vâng ạ, em đồng ý với thầy ạ. Em cảm ơn thầy ạ. Còn khi mà người ta bị suy thận rồi ấy, thì không phải là cái mức độ mình nói ở đây để mình tự dùng thuốc cho người ta được, mà bắt buộc phải đến gì ạ? Các cái bệnh viện, cơ sở y tế. Và những cái bệnh nhân bị suy thận mà khi mà ở độ 3 rồi bắt đầu chạy thận nhân tạo và lọc máu, thì các bạn biết là phải có sự theo dõi chặt chẽ của gì ạ? Của các bác sĩ trực tiếp điều trị này. Không cẩn thận là sốc cái là tử vong ngay. Và những người này thì các bạn biết là gì ạ? Một ngày chỉ định của bác sĩ uống được rất ít nước, có nghĩa cái lượng nước chỉ được uống bao nhiêu ạ? Theo như có tài liệu tôi đọc là người ta nói là không được quá 500ml trong một ngày. Đối với mùa này thì có thể đỡ, chứ còn đối với mùa hè thì chắc là cũng khó khăn. Có nghĩa là người ta chỉ có nhấp gì ạ? Nhấp môi. Đấy.
Và ăn uống thì phải kiêng kem đủ các thứ, hầu như là ăn gì các bạn? Ăn nhạt, không được có một tí muối nào. Đấy. Về thời gian sử dụng kháng sinh rồi. Về thời gian thì đấy là các bạn nhớ cho tôi là không có độ dài cụ thể, từ khoảng 5-7 ngày nhá, hoặc 7-10 ngày. Với các nhiễm khuẩn nặng như nhiễm trùng huyết 4-6 tuần, bằng tim, bằng não, vân vân. Rồi là đối với trực khuẩn lao thì 6 tháng đến 1 năm, thậm chí là 1-2 năm. Cái thứ tư là phối hợp kháng sinh hợp lý. Mục đích phối hợp kháng sinh là để làm gì? Thứ nhất là tăng hoạt lực kháng sinh lên chủng để kháng mạnh và sử dụng cho điều trị nhiễm khuẩn mắc ở bệnh viện và bệnh viện các bệnh mạng tính do điều trị nhiều lần không khỏi. Thì trong những cái trường hợp này thì các bạn biết là phối hợp rồi mà người ta mà bệnh nhân không khỏi thì bắt buộc người ta phải làm gì ạ? Nuôi cấy bệnh phẩm và làm kháng sinh đổ. Rồi bệnh nhân giảm khả năng kháng thuốc hoặc tránh tạo những chủng vi khuẩn đề kháng, áp dụng để điều trị các nhiễm khuẩn kéo dài. Ví dụ trong điều trị lao, viêm màng trong tim, viêm xương. Trong điều trị lao thì các bạn biết là 6 cái tháng đầu tiên ít nhất người ta dùng 3 thuốc và thậm chí dùng đến cả 5 thuốc. Đấy là streptomycin này, isoniazid này, rifampicin này, pitazinamid này, etambutol. Và 2 tháng tiếp theo người ta dùng 2 thuốc, đó là isoniazid và etambutol. Rồi nới rộng phổ kháng khuẩn. Thường áp dụng với gì ạ? Vi khuẩn kỵ khí. Như phối hợp metronidazole với các kháng sinh khác trong các nhiễm khuẩn vùng bụng. Thì các bạn thấy là đối với nhiễm khuẩn tiết niệu sinh dục tiêu hóa thì thường là người ta hay phối hợp cùng với gì ạ? Metronidazole. Ví dụ như các bạn thấy trong điều trị viêm loét dạ dày do HP thì bao giờ cũng có thành phần metronidazole. Rồi là trong gì ạ? Can thiệp ngoại khoa như mổ xẻ về ruột thừa đồ thứ vân vân, người ta cũng dùng cái kalium đấy, biệt dược là flagin hoặc metronidazole để người ta truyền, hoặc là ở trên nhiễm khuẩn răng miệng, đúng không? Thì các bạn thấy có cái biệt dược là rhodogin, đúng không? Rhodogin thì trong đó cũng có thành phần là gì ạ? Streptomycin và metronidazole. Rồi nhiễm khuẩn ở đâu? Âm đạo như nấm Trichomonas vaginalis hoặc là Candida albicans thì người ta cũng sử dụng là gì các bạn? Nystatin và metronidazole. Thì ngoài mục đích trên thì việc nới rộng phổ thường không cần thiết vì đã có nhiều loại kháng sinh phổ rộng và các dạng chế phẩm phối hợp sẵn. Và cái nguyên tắc ở đây thì nó nói riêng đó là sử dụng kháng sinh dự phòng trong phẫu thuật. Thì có 3 cái nguyên tắc. Thứ nhất là thời điểm đưa thuốc phải đúng, nhất thiết phải đưa kháng sinh trước lúc giải trao mổ, nhưng không tiêm sớm hơn 2 giờ trước thời điểm mổ. Thì cái kháng sinh dự phòng nếu các bạn dùng tiêm thì như trên tôi vừa chia sẻ, còn nếu các bạn dùng đường uống thì sáng mai mổ thì các bạn phải uống tối hôm trước nếu dùng đường uống. Đấy. Thì nếu đường tiêm thì nhất thiết phải đưa kháng sinh trước lúc giải trao mổ, trước nhá, là trước khi mổ, nhưng không tiêm sớm hơn 2 giờ. Đấy. Thứ hai là chọn kháng sinh phải đúng, nên chọn kháng sinh có đủ phổ đủ rộng, có tác dụng lên hầu hết các vi khuẩn thường gặp trong loại phẫu thuật đó. Rồi T1-2 không quá ngắn, thời gian bán thải không quá ngắn, ngắn thì phải đưa nhiều lần, đúng không? Rồi phải thắm tốt vào tổ chức cần phẫu thuật. Thứ ba là độ dài của đợt điều trị phải đúng. Thì các bạn nhớ là trước khi mổ không quá 2 giờ và sau khi mổ không quá kéo dài quá bao nhiêu ạ? 24 giờ. Trong đa số trường hợp chỉ cần dùng 1-2 liều là đủ. Các trường hợp sử dụng kháng sinh dự phòng khác. Thì đó là cái nội dung và cái bài nguyên tắc sử dụng kháng sinh trong điều trị. Thứ nhất là đưa thuốc qua đường tiêu hóa. Thì cái thứ nhất là đặt dưới lưỡi. Thì các bạn có quan niệm là nếu trong trường hợp mà chúng ta cần phải cấp cứu, ví dụ như là bệnh nhân cao huyết áp, rồi bệnh nhân bị đau thắt ngực của một số trường hợp ấy, thì khi dùng thuốc đặt dưới lưỡi thì các bạn chú ý là ngậm nhai nhưng không được nuốt. Đấy. Bởi vì nếu mà các bạn là nuốt thì
thứ nhất là không phù hợp cho trường hợp cấp cứu, cái thứ hai nữa là nếu mà các bạn nuốt xuống thì chờ cái sinh khả dụng nó thứ nhất là thấp, hai nữa là chờ được để nó hấp thu thì vẫn quá trình cho không phù hợp trong trường hợp cấp cứu. Thì nếu như chúng ta mà đặt dưới lưỡi thì chú ý cho tôi là ngậm nhai chứ không được nuốt. Ưu điểm là thuốc hấp thu nhanh, do hấp thu mau cho hệ thống mao mạch dày đặc dưới lưỡi, do hấp thu trực tiếp vào máu nên thuốc không bị chuyển hóa qua gan lần đầu, cho nên nó không bị mất hoạt tính, thuốc không bị phá hủy các yếu tố bất lợi trên đường tiêu hóa như là các cái enzyme, pH, dịch vị trong dạ dày. Nhược điểm là kích thích tiết nước bọt, không áp dụng với các thuốc có mùi vị khó chịu, rồi thuốc kích ứng niêm mạc ở miệng. Ví dụ như các bạn hay gặp một số cái chế phẩm đặt dưới lưỡi để cấp cứu khi bệnh nhân bị cao huyết áp và đau thắt ngực, đó là nitroglycerin, nifedipine, biệt dược là Adalat, hoặc là miếng dán phun, hoặc là đặt adrenaline để cắt cái phế quản, vân vân. Thứ hai là đặt trực tràng, đặt dùng và thúc đạt. Đặc điểm là hấp thu nhanh do hệ thống mao mạch dày đặc, do hấp thu trực tiếp vào máu nên cũng không bị chuyển hóa qua gan lần đầu. Thì cái này tôi cũng đã nói là khi mà các bạn dùng sốt giảm đau paracetamol cho trẻ em ấy, thì để tránh hiện tượng nó chuyển hóa qua gan lần đầu, bởi vì thường là trẻ nó sốt là nó cứ kéo dài theo một quy trình, quy luật là cứ 3-5 ngày, thậm chí lên đến 7 ngày để cái virus cũng thế. Vì thế cho nên 3-5 ngày mà các bạn trẻ nhỏ cứ dùng paracetamol suốt thì cái enzyme gan của nó dưới trẻ 6 tháng tuổi thì nó chưa hoàn thiện. Vì thế cho nên là có thể nó độc với gan, nó gây các phản ứng dị ứng. Thì các bạn có thể lựa chọn con được đặt, đó là với hậu môn. Thế mà cũng chú ý là niêm mạc của nó rất là mỏng, tránh hiện tượng là tổn thương cái niêm mạc nó rách, có thể là gây hiện tượng là nhiễm khuẩn. Và thuốc không bị phá hủy bởi cái dịch tiêu hóa. Và thường dùng các thuốc đặt trực tràng nhằm cái mục đích nhất là điều trị tại chỗ, chữa bệnh viêm trực tràng, điều trị táo bón. Thứ hai là tác dụng toàn thân như thuốc an thần gây ngủ, hạ sốt giảm đau. Áp dụng với trẻ nhỏ, người bệnh không thể uống được, ví dụ như là hôn mê, để là tắc ruột, co thắt thực quản, hoặc là uống vào nó nôn. Ví dụ như trẻ khi nó bị nhiễm khuẩn, nó sốt cao, bị rút ấy, thì các bạn cứ cho uống thuốc hạ sốt cái nó nôn. Đấy. Mà nó nôn thì nhiều đứa mà nó co giật thì rất là nguy hiểm. Hoặc là nó nôn thì chúng ta không thể cho uống các cái loại thuốc mà để chữa nguyên nhân được, ví dụ như các loại kháng sinh. Đấy. Vì thế cho nên các bạn có thể dùng con đường đặt hậu môn. Để nó hạ được sốt rồi thì lúc đó chúng ta cho các cái uống các cái loại thuốc mà để điều trị nguyên nhân thì nó sẽ giảm được hiện tượng nôn. Hoặc là có thể là trước khi uống thuốc mà nó nôn nhiều thì chúng ta phải cho uống thuốc chống nôn trước, để các bạn cho uống cái Motilumab trước khi uống thuốc khoảng 30 phút. Tất nhiên là không được lạm dụng cái này. Trường hợp nó nôn nhiều quá thì phải cho nó uống để các bạn giữ cái thuốc đó thì mới điều trị được cái vấn đề đó là nguyên nhân gây bệnh. Thì chúng ta cho uống trước khi uống thuốc khoảng 30 phút nhưng không được lạm dụng cái này. Hoặc có thể dùng một số cái loại siro, ví dụ như hôm trước cái đơn thuốc mà một cái bác sĩ chọn hai cái siro thì các bạn cũng chú ý là chúng ta chỉ cần một thôi, ví dụ như là cái Theralen thì nó vừa có tác dụng kháng histamin, vừa có tác dụng chống nôn, vừa có tác dụng chống dị ứng, vừa có tác dụng an thần, vừa có tác dụng giảm ho, để giảm bớt cái số lượng thuốc mà đứa trẻ đang uống đi, bởi vì cho trẻ uống thuốc cực hình ấy, ăn đã khổ rồi cho uống thuốc còn khổ hơn. Thứ ba là về đường uống. Và sau khi cho các bạn biết là thuốc dùng đường uống thì từ khoang miệng nó lưu lại rất ngắn, sau đó nhờ nước nó trôi xuống đầu thực quản trôi xuống dạ dày, và dạ dày trôi xuống ruột non. Sau khi được hấp thu xong thì nó đi vào một tuần hoàn chung và theo một quy luật chu trình gan mật ruột. Nếu có gan mật ruột thì nó được một phần được tống xuống ruột ra và đào thải ra ngoài, còn lại thì nếu không chu trình đó thì nó sẽ là được đào thải các chất cặn bã và được đào thải vào đâu ạ? Vào thận và nước tiểu, và tập trung đầu tiên đó là cầu thận được đào thải ra ngoài. Về đường uống thì đây là một con đường sử dụng thuốc đa dạng nhất và ưu tiên số 1. Nếu như các đường dùng thì đây là đường có nhiều ưu điểm. Ưu điểm thứ nhất là nó dễ sử dụng,
an toàn hơn so với đường tiêm, bởi vì là nếu có ngộ độc đường uống thì có thời gian để chúng ta tiến hành giải độc và cấp cứu cho bệnh nhân. Đấy. Rồi là gì ạ? Giọng bào chế có sẵn, giá thành thì làm sao? Nó thấp bởi vì chúng ta có nhiều sự lựa chọn. Rồi là gì ạ? Không cần cán bộ kỹ thuật viên y tế, chúng ta có thể tự sử dụng được. Còn đường tiêm thì bắt buộc phải có để cán bộ kỹ thuật viên y tế. Về nhược điểm thì là sinh khả dụng rất dao động về sự hấp thu phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Thứ nhất là yếu tố sinh lý, rồi yếu tố chủ quan, rồi là phụ thuộc vào cái hoạt chất đó, đúng không? Đấy. Ví dụ như yếu tố sinh lý là như gì ạ? pH phi, thời gian xuất của dạ dày, men tiêu hóa tại ruột, chuyển hóa thuốc ở pha 1. Vì thế nên các bạn chú ý là khi cho dặn dò bệnh nhân uống thuốc thì chúng ta cũng chú ý là theo trong cái tờ hướng dẫn ấy, nếu mà bị thức ăn làm cản trở hấp thu thì các bạn phải hướng dẫn bệnh nhân là uống xa bữa ăn, đó là trước khi ăn 30 phút đến 1 giờ và sau khi ăn 1 đến gì đến 2 giờ, hoặc là thuốc đó phải uống trong bữa ăn hay là khi ăn no, hoặc là trước bữa ăn thì các bạn chú ý để hướng dẫn cho người ta là gì, uống thuốc để đạt được cái hiệu quả. Rồi là tiếp theo là nước dùng để uống thuốc, thức ăn, các thuốc phối hợp. Thì chúng ta cũng biết là khi uống thuốc thì dùng nước đun sôi để nguội. Thế nhưng mà nhiều người là uống thuốc với nước đun sôi để nguội xong thì 2 đến 3 phút sau làm cốc nước chè, cốc cà phê hoặc là thậm chí là cốc rượu. Thế đây là cái yếu tố chủ quan đó, nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái gì, đến cái quá trình hấp thu và cái sinh khả dụng của thuốc sau khi vào trong cơ thể. Rồi là chất lượng của thuốc cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái gì, cái con đường này. Ví dụ như là gì ạ? Chất lượng đây chúng ta nói đến cái độ giã và độ hòa tan, cái tiêu chí đó nó không đạt thì nếu quá cái thời gian đó thì nó sẽ bị gì, dịch vị ở đường tiêu hóa nó phá hủy. Và cái nhược điểm nữa là cái thời gian xuất hiện tác dụng của thuốc thường chậm hơn so với các đường đường thuốc khác, như đường đặt, đường ngậm hoặc là đường tiêm thì đường uống nó sẽ chậm hơn. Và dạng bào chế thuốc uống thì có nhiều cái dạng bào chế, dạng rắn như viên nén, viên nang, nang có nang cứng, nang mềm, rồi là viên sủi, đúng không? Rồi thuốc bột, thuốc cốm, dung dịch thì có bocio, siro, elixir, rồi là bột pha để uống là như hỗn dịch, đấy, vân vân. Đường thứ hai là đưa theo đường tiêm. Thì các dạng bào chế thuốc tiêm thì như dung dịch, hỗn dịch, nhũ tương. Về ưu điểm là tránh được sự phá hủy thuốc cho các yếu tố bất lợi đường tiêu hóa như dược vị, enzyme, thức ăn đồ uống, tránh được cái chuyển hóa qua gan lần đầu, tránh kích ứng niêm mạc đường tiêu hóa, sinh khả dụng thường cao hơn đường uống, nhất là đường tiêm tĩnh mạch. Tiêm tĩnh mạch thì các bạn biết rồi, ép luôn luôn bằng mấy các bạn, bằng 1, đó là sinh khả dụng bằng được bao nhiêu, 100%. Còn các con đường khác thì ép không bao giờ bằng 1. Về nhược điểm là đòi hỏi điều kiện vô trùng nghiêm ngặt và sự giúp đỡ của cán bộ chuyên môn, bệnh nhân không thể tự sử dụng được. Thì thứ nhất là chúng ta thấy là cái quy trình sản xuất thuốc tiêm truyền bao giờ cũng cao nhất. Đấy. Từ nước cất đến nguyên liệu đầu vào, nước cất phải đạt tiêu chuẩn pha tiêm như thế nào thì đã trao đổi với bạn rồi. Đó là rồi là gì ạ? Hóa chất, điều kiện vô trùng từ phòng pha chế, buồng pha chế, người pha chế và các cái dụng cụ pha chế đều phải tuyệt đối là vô trùng. Rồi là bệnh nhân gì không tự dùng các chế phẩm thuốc tiêm được mà phải có gì sự can thiệp của nhân viên cán bộ y tế thì mới sử dụng được. Thứ ba là chi phí nó cao hơn đường uống nó bằng bào chế nó đa dạng, còn đường tiêm thì nó hạn hẹp hơn, vì thế nên quy trình sản xuất nó phức tạp, thỉnh thử là giá thành nó sẽ cao hơn là đường uống, độ an toàn thấp hơn, bởi vì làm sao, nếu khi dùng đường tiêm mà sốc thuốc thì tính mạng của người bệnh rất là nguy hiểm, có thể là rút kim tiêm ra là bệnh nhân thì tử vong luôn, hoặc là nếu nhẹ thì chúng ta cũng có thể gây viêm mạch áp xe, gây đau của chỗ tiêm, vân vân. Và một số cái đường tiêm phổ biến nhất là tiêm tĩnh mạch. Ưu điểm, thuốc được đưa trực tiếp vào vòng tuần hoàn chung nên tác dụng nhanh, kiểm soát liều một cách chính xác, nghĩa là ép luôn luôn bằng 1, đó là ép sinh khả dụng bằng 100%, và rất cần thiết cho những trường hợp là cấp cứu, rồi bệnh nhân không uống được và nuôi dưỡng ngoài đường tiêu hóa, vân vân. Nếu trong trường hợp với thể tích và lượng thuốc đó lớn cần đưa vào một khối lượng lớn thì chúng ta không dùng đường tiêm mà chúng ta dùng đường truyền tĩnh mạch.
thì chú ý là khi truyền các cái dung dịch là kim cương, truyền các cái dung dịch và hợp chất cao phân tử hoặc là axit amin thì các bạn phải truyền nhỏ giọt nó thật chậm để tránh hiện tượng là gì sốc. Về nhược điểm là kỹ thuật phức tạp, kỹ thuật pha chế rất phức tạp thì các bạn biết rồi, tuyệt đối tất cả mọi cái đều phải tự động vô khuẩn từ hấp và không, nếu không làm đúng theo quy trình và nó có một cái lỗi nào đó hoặc là hấp không đúng thì có thể là dẫn tới khi chuyển rất dễ bị sốc. Rồi dễ gây tai biến như viêm tắc tĩnh mạch với dung dịch ưu trương, tụt huyết áp thường do tiêm quá nhanh để tràn dịch trong ngoài mạch có thể gây hoại tử mô, nhiễm khuẩn huyết, tụ máu trong tiêm, vân vân. Và không được tiêm tĩnh mạch như dung dịch dầu, hỗn dịch, nhũ tương, nước trong dầu. Thì cái này các bạn học bào chế rồi, có nhũ tương, nước trong dầu, dầu trong nước và nước dầu nước nha. Cái này tôi không giải thích, không nói lại nữa. Và các cách đưa thuốc, ví dụ như tiêm tĩnh mạch trực tiếp, thể tích nhỏ vài ml, tốc độ tiêm thì nhanh, nhỏ hơn 1 phút, dễ gây sốc. Truyền tĩnh mạch quãng ngắn, thuốc được pha loãng trong 500 đến 200 ml chỉ truyền, rồi truyền trong khoảng 30 đến 60 phút nhằm tránh tác dụng quá kích ứng lên thành mạch của một số thuốc như lancomycin, gentamicin dẫn đến tụt huyết áp. Rồi truyền tĩnh mạch kéo dài, mục đích là để duy trì nồng độ thuốc trong máu trong thời gian dài thì có thể các bạn cho gì thuốc đó vào trong cái chai dịch chuyển, sau đó chúng ta chuyển. Thứ hai là tiêm bắp, là cách phổ biến nhất, hầu hết tất cả thuốc ở dạng tiêm đều có thể đưa qua con đường này. Vì đây là con đường gì ạ? Ưu tiên cho các loại dung dịch dầu, hỗn dịch, thuốc tiêm, tác dụng kéo dài. Thì tôi đã nói tất cả con đường dùng của thuốc, ưu tiên số 1 là đường uống. Thứ hai, nếu bắt buộc phải tiêm trừ trẻ em thì đường lựa chọn thứ nhất là tiêm bắp. Còn trẻ em thì nên lựa chọn con đường tiêm tĩnh mạch. Và những cái điểm cần lưu ý khi đưa thuốc đó là không được tiêm bắp, là những thuốc kích ứng mạch tổ chức gây hoại tử, dung dịch ưu trương, dung dịch có pH quá acid hoặc quá kiềm. Rồi là người bệnh đang sử dụng thuốc chống đông máu hoặc các thuốc tiêu fibrin. Bệnh nhân đang ở trạng thái sốc, có hiện tượng giảm tới máu ngoại vi và không nên tiêm lớn hơn 10ml vào một chỗ vì dễ gây áp xe. Tiêm bắp và tiêm mưa lớn hơn 10ml nguy hiểm lắm. Không nên tiêm bắp cho trẻ sơ sinh vì gây tổn thương cơ. Thì chúng ta ưu tiên số 1 vẫn là đường hiểm, tiêm tĩnh mạch. Thứ ba là con đường tiêm dưới da. Những kỹ thuật này thì tiêm khó hơn, cái khả năng hấp thu chậm hơn tiêm bắp, nồng độ thuốc trong máu giữ được lâu hơn, áp dụng tốt với những trường hợp cần kéo dài tác dụng của thuốc, ví dụ như tiêm morphine để giảm đau trong đau thông ung thư, tiêm insulin rồi với lúc glucagon trong điều trị đái tháo đường. Thì những bệnh nhân mà bị đường đái tháo đường type 1 ấy, thì thường người ta sử dụng không cần ai tiêm đâu, người ta tự tiêm được, có một cái bơm kim tiêm 1ml ở 2ml ấy, xong người ta hướng dẫn, xong người ta sẽ tự tiêm được các buổi sáng và buổi chiều, ngày có thể một lần hoặc là hai lần, người ta tự sử dụng được. Và một số điểm cần lưu ý, không nên tiêm lớn hơn 1ml vào dưới da. Đối với tiêm bắp thì không nên lớn hơn 10ml, tiêm dưới da thì không lớn hơn 1ml và không dùng cho bệnh nhân đang ở trạng thái sốc, có tổn thương mô ở dưới da, có hiện tượng kém tưới máu và tổ chức da. Và nên thường xuyên thay đổi vị trí tiêm, ví dụ như các bạn tiêm insulin để tránh hiện tượng là đau và kích ứng và tiêu tổ chức mỡ dưới da. Ngoài các ba đường chính đó thì có một số con đường tiêm khác, đó là tiêm trong da, thường dùng để thử các phản ứng dị ứng thuốc như test penicillin, phản ứng lao như tuberculin, tiêm chủng ngừa lao BCG, rồi thuốc hấp thu chậm, vị trí được chọn để tiêm thường là mặt trước cánh tay hoặc là lưng, chống chỉ định như đối với tiêm dưới da như ở bên kia, đó là không được tiêm quá 1ml, vân vân. Tiêm ngoài mặt cứng thường dùng trong gây tê vùng, giảm đau sau phẫu thuật hoặc điều trị kéo dài.
Và các cái thuốc này được tiêm đó, ví dụ như là lidocaine, bupivacaine, adrenaline, thì các bạn thấy hay gặp nhất đó là người ta hay dùng cái bupivacaine mà biệt dược ở làm tuyến bệnh viện, thì biệt dược đó là cái macaine đấy, để tiêm vào trong bằng cứng để gây tê trong những trường hợp là mổ ruột thừa hoặc là mổ đẻ vân vân, thì bệnh nhân vẫn tỉnh táo nhưng mất hết cảm giác đau. Nhưng nó có cái tác dụng không mong muốn của bupivacaine, sau đó thì có bạn đau đầu, nó có thể là ho. Đối với phụ nữ thì và một số trường hợp nam giới thì sau đến mấy tháng sau nó vẫn đau quanh mọi khắp người, và đặc biệt là đau quanh vùng thắt lưng. Tôi trước tôi mổ ruột thừa tôi cũng gây tê bằng cái bupivacaine này, sau mấy tháng sau nó vẫn cứ có hiện tượng. Và chống chỉ định là nhiễm khuẩn toàn thân hoặc tại vùng tiêm, rối loạn thể dịch, giảm thể tích máu, rối loạn dẫn truyền thất, nhĩ thất, tai biến là tụt huyết áp, nhiễm khuẩn khí tiểu. Thường tiếp theo là tiêm vào ổ bụng, ổ khớp ấy, thường để giảm đau, chống viêm khớp như corticoid. Các cái thuốc ở trong nhóm là chống viêm corticoid thôi, như triamcinolone, beta, rồi là để xa là hydrocortisone vân vân. Và chống chỉ định là có nhiễm khuẩn vùng tiêm hoặc gần chỗ tiêm, viêm khớp do nhiễm khuẩn. Con đường thứ ba đó là qua đường hô hấp. Thì đối với qua đường hô hấp thì các bạn phải xác định được bản chất của thuốc đó là phải thể lỏng và thể khí. Đấy. Thế nhưng mà đào thải qua đường hô hấp thì có thể là chất rắn nó cũng được đào thải qua đường hô hấp. Nhưng bây giờ thì có một số cái chất rắn chúng ta có thể đưa qua đường hô hấp. Ví dụ như các bạn dùng cái biệt dược là Ventolin thì đó là hoạt chất là salbutamol để chúng ta xịt vào họng và mũi cho những bệnh nhân bị tiểu hen phế quản. Thế nhưng mà thải trừ qua đường hô hấp thì chủ yếu là thể khí và thể lỏng, nhưng có cái thể chất rắn, ví dụ những cái hoạt chất là allicin ở trong củ hành, củ tỏi, thì chắc chắn là nó không thải trừ, chủ yếu là qua đường hô hấp. Khi các bạn ăn uống xong rồi chúng ta cố tình khử như nào cũng được, các bạn nói thì nó sẽ ngửi thấy mùi. Thì đối với dạng thuốc là thể khí, là dạng hít, thuốc phun mù, dạng khí dung hoặc có thể lỏng dễ bay hơi, hoặc dung dịch nhỏ giọt, dùng để phòng ngừa và điều trị bệnh đường hô hấp như viêm mũi, viêm họng, viêm phế quản, hen. Rồi là trong trường hợp là dùng thuốc hạ phong mũi, chủ yếu là tác dụng tại chỗ. Rồi dùng chiếc đường khí phế quản, thì sự phân bố của thuốc phun mù phụ thuộc vào chủ yếu kích thước tiểu phân giọt phân tán. Các tiểu phân có kích thước lớn hơn 10 microgram thường lắng đọng ở đường hô hấp trên, các tiểu phân nhỏ từ 0,5 đến 5 micromet, micromet có thể xâm nhập được vào phế quản và phế nang. Ví dụ như cái loại thuốc phun mù là cái biệt dược là Atalin hoặc cái Ventolin mà các bạn dùng nó để xịt cái bệnh nhân bị hen phế quản ấy. Đấy. Cái dạng phun mù đấy, thế thì cái đối với đa số tất cả các loại bình xịt mà dùng trong y học ấy thì người ta dùng cái dạng xịt định liều. Còn lại trong hóa mỹ phẩm thì tùy, ví dụ như một số cái chế phẩm đắt tiền như nước hoa thì người ta dùng xịt định liều hoặc là nhỏ giọt. Còn lại nước hoa mà rẻ tiền thì xịt phòng, thì các bạn thấy là người ta dùng cái van xịt liên tục, có nghĩa là có chỗ lõm mà các bạn cứ ấn thì nó cứ ra. Còn cái ngược trở lại, cái xịt định liều các bạn cứ ấn mạnh nhẹ nó mỗi lần nó chỉ ra được như thế thôi. Đấy. Trên đây bao giờ nó cũng có một cái buồng chứa. Đấy, và khi bạn xịt xong rồi thì áp lực nó đẩy từ dưới cái bình thuốc lên ở trên cái buồng chứa đó. Ví dụ như cái salbutamol ấy thì mỗi lần các bạn xịt là chỉ được tương đương 100 microgram hoặc chất là salbutamol thôi, và một cái lọ đó thì được 200 lần xịt. Thế nên chúng ta không sợ là xịt nhiều và xịt ít, cứ ấn cái nó chỉ ra như thế thôi. Nhưng mà ấn mấy nhát thì nó được tương đương chừng đó, thường thì các bạn ấn nó khoảng 2 nhát thì tương đương khoảng 200 microgram hoặc chất là salbutamol. Thì đó là cái nội dung tiếp theo là các đường đưa thuốc. Ta còn cái nội dung nữa là sử dụng bài. Hôm qua được giới thiệu các bạn là sử dụng thuốc cho trẻ em rồi nhỉ. Đúng rồi thầy ạ. Em cũng đúng không? Hôm nay còn người cao tuổi, phụ nữ có thai.
bài dị ứng học chưa nhỉ? Rồi đấy ạ, dị ứng rồi. Cơ bản là, nói chung là cơ bản. Nếu mà chúng ta học sớm nay được nhiều nhiều thì chiều muộn hơn tí, đó là 2 giờ, sau lúc đó là học xong sẽ làm bài kiểm tra. Đó là xong. Kiểm tra thì các anh chị sẽ làm cái bài cho tôi là ba cái đơn thuốc ấy, phân tích ba cái đơn đó. Đấy. Sau rồi cần thiết thì tôi sẽ chữa sau. Làm trước rồi chữa sau. Và làm bài kiểm tra xong thì gửi lên ở trên Zalo của bạn bạn lớp trưởng, bạn sẽ tổng hợp gửi cho tôi. Còn lại bản các bạn giữ lại cái bản cứng để sau này đi học thực hành sẽ đưa để nộp cho tôi. Được chưa? Vâng ạ. Nghe chưa? Rồi. Thầy ơi, ba cái đơn thuốc đấy bọn em xem rồi nhưng mà bọn em không hiểu lắm ấy, thầy cho thảo luận một đơn trước cho lớp được không ạ? Vì bọn em không biết cách làm ấy ạ. Với cả có gì người ta hỏi cái gì thì trả lời cái đấy. Nguyên nhân gây ra đau đầu đó là nguyên nhân do thuốc hay là nguyên nhân khác? Chứ bây giờ mà nếu nguyên nhân đau đầu đó là do thuốc chống tăng huyết áp mà cứ chứ mỗi lần uống thuốc huyết áp xong chúng ta lại uống para thì có mà chết à? Cứ thế rồi suốt đời à, đúng không? Thì chúng ta phải tìm ra cái nguyên nhân gây ra cái đó, chắc chắn là do thuốc huyết áp. Và do thuốc huyết áp gây ra cái tình trạng phù này, gây ra tình trạng là đau đầu này, thì các bạn thay đổi thuốc khác. Thay đổi thuốc khác thì đương nhiên là không xuất hiện các cái tần suất ADR nó nữa. Rồi là gì ạ? Thưa thầy, thầy cho em hỏi luôn cái này ạ. Vậy trong trường hợp mà có thể là cái thuốc huyết áp ấy gây đau đầu, nhưng cũng có ai chắc chắn được rằng là ngoài cái thuốc huyết áp ấy ra, bệnh nhân có một bệnh gì kết hợp đau đầu thì sao ạ? Thế cái tôi là dược sĩ, tôi phải bác sĩ đâu. Thế bạn phải đi khám chứ ai mà kết luận được cái vấn đề đấy. Đúng không? Nhưng mà bạn muốn biết nguyên nhân khác gây ra đau đầu. Bạn muốn biết nguyên nhân khác. Thầy đưa rồi ra cái đơn này để cho chúng em phản biện về điều này thì nếu mà như thế thì nó không, cũng không đủ bằng chứng để mà phản biện ạ. Bởi vì còn nhiều yếu tố. Tôi nói với bạn là tôi phải nói với bạn nhé, cái đơn này tôi đưa ra có nghĩa là khi bệnh nhân sử dụng thuốc rồi mới gây ra các tình trạng đó. Đúng không? Thì chúng ta đây đang nói về vấn đề là ADR của thuốc cơ mà. Còn người nguyên nhân khác gây đau đầu muốn biết thì phải đến cơ sở y tế, bác sĩ người ta mới kết luận về vấn đề đó. Chúng em phải người bệnh nhân trùng khớp với thời điểm. Thưa thầy, trong cái đơn đấy thì em cũng đã xem rồi ạ, chưa đủ dữ kiện để kết luận là do thuốc hay là do nguyên nhân khác ạ. Bởi vì phải gặp trực tiếp được cái bác đấy, bác ấy dùng cái đơn đấy ạ. Xong đấy hỏi là trước đó bác dùng cái thuốc đấy là mấy ngày và sau khi bác dùng thuốc là bao nhiêu lâu thì mới xuất hiện cái tác dụng đau đầu ấy ạ. Thì mới kết luận được. Nhưng trong dữ kiện này thì không thấy thầy đưa ra ạ. Là như thế nào? Tức là trong đơn của thầy, thầy chỉ đưa ra thuốc và đưa ra cái bác này, bác đã đến một cái hiệu thuốc khác và bác ấy mua thuốc. Và bác đến bác sĩ, bác khám xong bác mua thuốc về. Xong hai ngày sau thì bác ấy đến, bác ấy gặp một cái anh mà dược sĩ ạ. Để bác ấy mua thuốc ạ. Thế thì bây giờ chúng em phải đủ dữ kiện, chúng em mới kết luận được là cái vấn đề bác ấy dùng đau đầu là do dùng thuốc hay là do một cái bệnh khác kết hợp. Nếu ngày hôm trước bác đến bác gặp bác sĩ kia, sau đấy ngày hôm sau bác ấy về bác lại sốt vì một cái nguyên nhân khác nữa, thế thì chúng em làm sao chúng em đủ dữ kiện để phản biện cái đơn của thầy ạ? Tôi nói với bạn này, trong cái trường hợp này chúng ta đây đang đưa đến để cho chúng ta học ADR của thuốc. Chúng ta có phát hiện được là các bạn có nhận thức được, có phát hiện được là do cái thuốc nào gây ra cái đó hay không đấy, chứ còn đúng bây giờ đưa ra đầy đủ dữ kiện đúng không ạ? Tôi nói là tôi đưa ra tình huống để cho chúng ta xác định được, xem thử có phát định, xác định được cái thuốc nào gây ra tình trạng đó không. Thế bây giờ bạn đã xác định được không? Xác định cái thuốc nào gây ra tình trạng đó, gây ra cái gì ạ? Phù chân, đúng không? Bởi vì trong cái trường hợp mà giả định, chúng ta đưa ra những cái trường hợp đó để cho chúng ta xem thử bình. Đang nói đến cái ADR của thuốc, chúng ta có phát hiện được là do cái thuốc gì không? Và khi khắc phục những cái đó, chúng ta đưa ra cái tình huống nếu do thuốc thì chúng ta làm như thế nào. Chứ còn nói một cái đau đầu nguyên nhân khác thì cái đó thì chúng ta không kết luận được mà phải đi đến các cơ sở y tế. Còn đây thì chúng ta thấy là trùng khớp sau khi dùng những cái thuốc đó, đúng không? Thì thấy xuất hiện các cái phản ứng bất lợi đó. Và chúng ta có biết được phản ứng bất lợi đó
do cái thuốc nào gây ra hay không. Đấy, tôi chỉ yêu cầu thế. Thầy ơi, em hỏi câu thầy ơi, ví dụ dùng cái amlodipine ấy thì nó sẽ gây ra đau đầu ấy, thế thì mà nếu mà kiểu như cái bà đấy mà đến kiểu như là mà dùng ibuprofen ấy thì mình sẽ khuyên là không dùng ibuprofen đau đầu, sẽ phải đi đổi thuốc khác à thầy, đi khám lại để đổi thuốc à thầy. Rồi, đổi thuốc khác anh. Dạ. Thứ nhất là tôi nói là nếu như các bạn mà đọc kỹ nhá thì đối với thuốc hạ huyết áp ấy, ta gọi là thuốc chống tăng huyết áp, nó không bao giờ được dùng chung với các thuốc NSAID, bởi vì các thuốc này làm giảm tác dụng của thuốc hạ huyết áp, đúng không? Đúng rồi. Nó làm giảm tác dụng, đúng không? Thì trong trường hợp này đưa ra để chúng ta có phát hiện được không? Và nếu như có đau đầu, nguyên nhân gây đau đầu ở đây là không phải là do bệnh lý, mà nguyên nhân đau đầu đây là do dùng thuốc huyết áp. Tất cả các thuốc huyết áp thì các bạn phải nhớ là có 5 cái nhóm chính, 5 nhóm chính: nhóm lợi tiểu thiazid này, nhóm ức chế canxi này, canh canxi này, nhóm ức chế canh beta này, rồi nhóm ức chế men chuyển này, nhóm kháng thụ thể, ức chế men chuyển này, kháng thụ thể angiotensin 2. Đó là 5 cái nhóm đó là vừa có tác dụng hạ huyết áp, vừa có tác dụng gì ạ? Bảo vệ các cơ quan như thận, tim. Còn lại một số nhóm thuốc chống tăng huyết áp khác, ví dụ như tác động lên thần kinh trung ương như metindopa này. Đấy. Rồi là thuốc lợi tiểu trên qua Henle này, ví dụ như furosemid này. Thế nhưng mà cái đó thì người ta không hạ huyết áp được. Thế nhưng mà người ta, nó không bảo vệ được thì các cơ quan tổ chức, thì các bạn lại xem lại cái bài là thuốc chống tăng huyết áp. Còn trong trường hợp người ta đưa ra cái tình huống xem thử mình phát hiện được có nên cho bệnh nhân uống là uống cái gì nhỉ? Ibuprofen hay không? Vâng. Đúng không? Vâng. Nhưng giả sử những người ta nói là uống ibuprofen thì mình đứng mình phát hiện được và khuyên bệnh nhân là không uống. Và trong nếu đau quá thì có thể cho bệnh nhân uống gì ạ? Paracetamol. Bởi vì các thuốc NSAID nó sẽ làm giảm tác dụng của thuốc gì ạ? Giảm thuốc tăng huyết áp, giảm tác dụng của đường huyết áp. Vâng. Đúng không? Về các thuốc cần gì ạ? NSAID nó cũng làm giảm cái lưu lượng máu đến thận. Mà nếu chúng ta cứ dùng kéo dài như thế thì cũng nguy hiểm, đúng không? Gây suy thận tiểu niệm, vô niệm. Rồi là gì ạ? Các thuốc huyết áp mỗi một thuốc có một cái tác dụng không mong muốn nhất định, nhưng cái đó không phải ai là dùng cũng bị. Ví dụ như bạn dùng bị, như tôi dùng lại không bị. Ví dụ như trong trường hợp mà cái trường hợp của cái đơn đầu tiên ấy, người ta có thể thay một cái thuốc khác thì xem xét toàn bộ là mấy ngày sau theo dõi bệnh nhân người ta không còn cái tình trạng đó nữa, thì chúng ta kết luận là do nguyên nhân do gì? Do thuốc. Bởi vì tất cả các thuốc huyết áp thì khi các bạn sử dụng xong bao giờ nó cũng có cơ chế giãn mạch, nhưng có những nhóm thuốc nó giãn mạch rất mạnh. Mà khi nó giãn mạch rất mạnh thì gây ra tình trạng là đau đầu, đỏ bừng gì ạ, bừng mặt, tăng áp lực sọ gì các bạn, sọ não. Thì ở đây ba cái đơn này, cái tình huống nếu như cái bạn nào vừa ý kiến với tôi là dữ liệu nó không đầy đủ. Chẳng qua tôi muốn để cho các bạn có phát hiện được là khi chúng ta nhìn dùng thấy nó có hợp lý hay không. Vâng. Chúng ta thấy trả lời những cái câu hỏi đó mà chúng ta thấy là do nguyên nhân gây ra các tình trạng đó, muốn để cho các bạn đọc toàn bộ các cái thuốc đó. Đấy, nguyên nhân gây ra đỏ bừng mặt, nguyên nhân gây ra tăng huyết áp gì đau đầu là do cái thuốc nào, nguyên nhân ra cái phù chân chúng ta có phát hiện được cái nào không, rồi nguyên nhân gây ra cái gì cái tình trạng chảy máu chân răng, tăng sinh hiếu. Những cái đơn đầu tiên các bạn nhìn cái là có thuốc gì chống tập huyết tiểu cầu, có thuốc gì đây chống tăng huyết áp, đó là nifedipine, đúng không? Có nifedipine, đọc lại đi. Có phải nifedipine là có tác dụng không mong muốn là tăng sinh hiếu và tăng sản lợi không? Thì trong trường hợp này nếu mà chúng ta phát hiện được do thuốc thì chúng ta có thể gì gọi điện cho một bác sĩ nào đó, hoặc là thống nhất trong quan điểm các bạn thay một cái thuốc hạ huyết áp khác cho bệnh nhân. Thế thì chúng ta theo dõi cho mấy ngày sau thì các triệu chứng đó nó giảm dần và bệnh nhân đáp ứng được. Bởi vì trong nguyên tắc sử dụng thuốc chống tăng huyết áp ấy thì các bạn biết là phải theo dõi bệnh nhân thật chặt chẽ trong một cái thời gian đầu. Bởi vì là sao ạ? Cái sự theo dõi đây là gì ạ? Sự đáp ứng thuốc. Có đáp thuốc, có đáp ứng được thì huyết áp mới từ huyết áp mới ổn định. Cao huyết áp là khi nhá, khi huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương lớn hơn 140 và lớn hơn 90 mm thủy ngân thì chúng ta đưa lại cái mức huyết áp đó là gì ạ? Nhỏ hơn 140 và nhỏ hơn 90. Đấy. Thì nếu như chúng ta đáp ứng được thuốc thì chúng ta kiểm tra huyết áp sáng 3 lần, chiều 3 lần, cứ làm như thế trong khoảng 3 ngày. Và chúng ta kiểm tra bất kỳ vào lúc nào,
thấy nó giữ được cái khoản như thế, có nghĩa là sự đáp ứng của thuốc tốt. Chúng ta theo dõi tiếp theo là các phản ứng bất lợi của thuốc, các tác dụng không mong muốn, đúng không? Các bạn đọc trong đó các bạn sẽ nhìn thấy là nó tây tăng sản lợi, nó gây ho, nó phù chi mắt cá chân, rồi nó phù mặt. Mà theo dõi trong một cái khoảng thời gian là 3 đến 6 tháng chẳng hạn, không thấy cái phản ứng đó điển hình, thì các bạn cứ để cho người ta dùng hết đời chả sao cả, tốt quá. Đấy. Chứ còn nếu mà gây dùng cái nó gây ra các tình trạng các như đi Philippines ấy, có thể là 2, 3 hoặc 6 tháng sau nó mới gây tình trạng là tăng sản lợi, tăng sinh yếu. Mà nếu như khi tăng sản lợi và tăng sinh yếu mà các bạn cứ cố tình dùng như thế thì răng của chúng ta càng ngày càng gì các bạn, bị mòn. Và trong trường hợp này thì chúng ta cũng không nên đánh răng nhiều, mà dùng các cái loại kem đánh răng là cho đặc chủng cho đối tượng này. Và nên nó là dùng cái biện pháp đó là súc miệng, vệ sinh răng theo kiểu khác. Đấy, bởi vì khi các bạn đánh răng vào nó sẽ rất đau và nó chảy gì kìa, chảy máu. Đấy. Thì đây muốn là để xem chúng ta nhìn xem là các cái tác dụng không mong muốn đó là chúng ta phát hiện là do cái gì hay không. Đấy, cứ làm tôi yêu cầu cho tôi như thế, còn dữ liệu có đủ hay không, không đủ bạn cứ tôi hỏi cái gì bạn trả lời cho tôi cái đó, được chưa? Cứ nhìn vào cái là nếu như các bạn nắm được nhóm tác dụng dược lý mà thì chúng ta sẽ biết được tác dụng không mong muốn nó ngay mà. Vâng thầy ạ. Tiếp theo là chúng ta đi nốt là cái chương 10 sử dụng thuốc cho người cao tuổi. Nhất là về nói qua một tí về đặc điểm sinh lý, có nghĩa là những cái thay đổi về cái bệnh lý nó khác người cao tuổi khác hoàn toàn với lại trẻ nhỏ. Trẻ nhỏ thì đang hoàn thiện phát triển, còn người cao tuổi thì các bạn biết từ tất cả các mọi cơ quan từ thần kinh trung ương đến phục lục phủ ngũ tạng, gân cơ xương khớp đều ở giai đoạn gì thoái hóa. Thì chúng ta có một sự thống kê đối với người bình thường trưởng thành như chúng ta thì sức lực của thận và trọng lượng của thận đạt được 100%. Đấy, người bình thường. Còn đối với người từ 60 đến 65 tuổi, à 55 đến 65 tuổi thì mức này chỉ còn được khoảng 50 đến 55% thôi. Cho nên là chức năng gan, chức năng thận, tất cả mọi cơ quan đều gì ạ? Suy giảm. Cho nên nó ảnh hưởng rất lớn đến cái vấn đề gì các bạn? Hấp thu, phân bố, chuyển hóa và thải trừ của thuốc. Thì tôi thống kê đấy, tôi nói qua một tí về cái tỷ lệ nước ở người cao tuổi. Thanh niên thì chúng ta từ khoảng từ 60 đến 70 và thường thì các bạn nói là 70%. Ở người cao tuổi 60 đến 80 tuổi ấy, chỉ còn 53% thôi. Rất ít. Tỷ lệ khối cơ ở thanh niên thì 19%, người cao tuổi chỉ còn 12%. Mỡ ở thanh niên có 26 đến 33% là nữ và 18 đến 20% là nam. Nhưng người cao tuổi thì lại tăng lên rất lớn. Nữ là 38 45 và nam đến 36 đến 38. Rồi albumin trong huyết tương đối với thanh niên thì 4,7 gram trên 1 decilit, nhưng người cao tuổi chỉ còn lại 3,8 thôi. Trọng lượng thận thì đạt 100%, nhưng đối với người cao tuổi chỉ còn rất nhỏ, 70-80% thôi. Rồi lượng máu qua gan thanh niên chúng ta thì đạt 100%, nhưng đối với người cao tuổi chỉ đạt còn khoảng bao nhiêu? 55-60%. Từ những cái vấn đề này nó sẽ thay đổi đến cái gì các bạn? Sinh khởi dụng của thuốc, đúng không? Thay đổi cái dược động học của thuốc khi vào trong gì? Trong cơ thể, đó là hấp thu, phân bố, chuyển hóa và thải trừ. Thứ hai là những biến đổi do bệnh lý. Song song với cái đó thì chúng ta thấy là đối với những người cao tuổi thì thường người ta mắc nhiều bệnh và nhiều bệnh mắc kèm. Ví dụ tim thì đi với mạch, mạch thì huyết áp, huyết áp rồi gì, gút, rồi tiểu đường, rồi là gì, dạ dày, vân vân. Đa bệnh lý. Cho nên đa bệnh lý thì đương nhiên uống nhiều thuốc, và uống nhiều thuốc thì sẽ làm phát sinh gì, ADR. Và tỷ lệ gặp ADR cao nhất đó ở lứa tuổi 60 đến 70, gấp đôi so với tuổi 30 đến 40. Thì chúng tôi cứ hay nói đùa là trẻ khỏe thì nghèo, đến khi có của thì làm sao, lại teo hết rồi, trên bẩm dưới không nghe. Đấy. Khi mà đang trẻ thì lương thì thấp, ăn vớ ăn vẩn, gọi là ăn tạm. Đấy. Rồi là tiền thì không có mà, đấy, lo đủ các thứ. Đến khi có được thì tí tiền rồi thì lúc đó là đầy bệnh, mỡ máu về thì hút về tiểu đường, rồi là khổ nhất là bị tiểu đường. Ăn uống kiêng kem đủ thứ, thèm cốc bia, cốc rượu cũng phải nhìn trước ngó sau.
cơ thể. Nên là nếu mà được cải cách thì tiền lương thì cũng nên là nói chính phủ là khi trẻ để cho lương tăng xong giảm dần theo tuổi, bởi vì lúc đấy có ăn được nữa đâu. Lúc trẻ thì mới cần phải tiền để học tập, để công tác, để đầu tư vào chất xám, để đầu tư vào gì sức khỏe, để cống hiến cho xã hội thì chẳng có tiền. Đến lúc là gần về hưu rồi mới lương mới cao, thì lúc đấy chả ăn được nữa, ăn uống thì kiêng kem đủ thứ. Bây giờ người ta còn kéo dài cái tuổi gì à? Tuổi nghỉ hưu lên nữa, thì coi như 10 năm cuối đời của những người nghỉ hưu là đi chữa bệnh và sống nhờ vào bảo hiểm y tế, đó là đi lấy thuốc về để uống. Bởi vì bây giờ nam là tăng lên 62 đến 65 mà nữ là 60 rồi, thì các bạn biết là chỉ có những người mà làm quan chức ghế thì ít đít thì nhiều thì người ta mới mong muốn là kéo dài cái tuổi công tác thôi, chứ đa số công nhân với lại công nhân lao động đồ thứ thì không ai muốn kéo dài tuổi cả, đúng không? Bây giờ như bản thân như tôi đây như thế, đấy, bây giờ mà làm đến 60 thì cũng vất thôi. Như chúng tôi thì là lực lượng vũ trang thì nó cũng đỡ vất vả hơn, tính theo quân hàm tôi thì 4 năm nữa là tôi nghỉ hưu, 51 tuổi, 52 tuổi là tôi nhận sổ, năm nay tôi 48, 4 năm nữa. Đấy, quân hàm trung tá thì không quá 52, quân hàm thượng tá không quá 54, đại tá không quá 57. Thì như thế là còn được 4 năm nữa là nghỉ hưu, khả năng là trời một phú cho sức khỏe còn tốt thì vẫn ăn được, uống được, vẫn đi tung tăng được 20 năm nữa là tròn 70. Thế là xong, xưa nay hiểu. Còn nếu công nhân lao động thì các bạn biết rồi, đến 60 tuổi mới nghỉ hưu thì về nhà, mặc lúc đó là nó mới lại các cái bệnh nghề nghiệp nó mới phát sinh ra. Đấy. Nên là về nói một tí về người cao tuổi, về tình trạng bệnh lý thì gây thay đổi đáp ứng của thuốc, những các tổn thương mãn tính của những quá trình bệnh lý kéo dài là cái nguyên nhân làm thay đổi đáp ứng với thuốc liên quan đến tuổi tác. Người cao tuổi nhạy cảm hơn với một số thuốc tác dụng bất lợi. Ví dụ như là dễ bị tổn thương áp, dễ bị trầm cảm hơn. Rồi bệnh lý ảnh hưởng đến sự phổ học. Như các tổn thương mắc phải ống tiêu hóa như loét dạ dày, viêm ruột mãn tính, viêm tụy, rồi là suy tim gan thận, vân vân. Rồi thứ hai là đặc điểm dục vọng học ở người cao tuổi là do nó có sự gì thuốc dùng theo đường uống, thì các bạn biết trước tiên phải nói là sự thoáng rộng ở trong gì trong dạ dày, rồi là giảm lưu lượng máu đến đâu đến ruột. Đến gan, rồi giảm diện tích về bề mặt hấp thu, giảm thuốc dễ tan rã, làm thuốc dễ rã là tăng hấp thu, nhưng có thể làm hỏng dạng bào chế đặc biệt như thuốc bao tan ở ruột, hoặc làm tăng tác dụng không mong muốn của thuốc như nguy cơ viêm loét dạ dày khi dùng các thuốc ở trong nhóm NSAID hoặc corticoid. Rồi pH dạ dày tăng có thể làm giảm hấp thu một số thuốc được hấp thu ở dạ dày như thuốc ngủ và corticoid, các salicylate. Đối với thuốc dùng ngoài thì nó sẽ hạn chế sự hấp thu, bởi vì là gì ạ? Lượng nước ở dưới da trong cơ thể nó giảm, lượng nước dưới da nó cũng giảm, lớp keratin thì nó dày lên, nên là giảm hấp thu với các cái thuốc ở gì ở dưới da qua da. Đối với tiêm bắp thì khối cơ cũng thế, giảm tưới máu giảm, cho nên là sự hấp thu thuốc theo đường tiêm bắp cũng giảm và nó không ổn định. Về phân bố thuốc, do giảm lượng nước vào bộ cơ thể thì những cái thuốc mà tan trong nước như digoxin, morphin và một số cái kháng sinh như gentamicin vân vân thì bị giảm cái thể tích phân bố, dẫn tới nó tăng nồng độ ở trong máu và trong mô. Các thuốc gắn mạch vào mô như digoxin sẽ kéo dài thời gian tác dụng. Rồi là cái tỷ lệ mỡ trong cơ thể tăng, làm tăng khả năng phân bố của các thuốc tan trong mỡ như barbiturat, theophylline, tiopentan, xin lỗi tan chứ không phải tôn đâu nhé, tiopentan, diazepam, dẫn đến kéo dài thời gian tác dụng.
tích lũy nhiều mỡ mỡ. Rồi là giảm protein huyết tương, chủ yếu là albumin, nên các thuốc axit có xu hướng gắn với albumin huyết tương như cimetidine, furosemide, warfarin sẽ tăng cái dạng tự do, cho nên khi tăng dạng tự do thì có thể sẽ làm tăng tác dụng. Thứ ba là chuyển hóa thuốc qua gan giảm, bởi vì các bạn biết là lưu lượng máu qua gan đối với người cao tuổi thì còn khoảng 55-60% thôi, cho nên là cái lượng enzym gan nó không thể giảm, kích thước gan giảm, nó dẫn đến là gì, chuyển hóa pha 1 nó giảm, các thuốc bị chuyển hóa qua gan lần đầu giảm, cho nên dẫn tới làm tăng tác dụng của một số thuốc, ví dụ như nifedipine. Chuyển hóa pha 2 giảm thì các thuốc bị chuyển hóa mạnh qua gan sẽ bị kéo dài thời gian tác dụng, dễ tích lũy và có thể ngộ độc. Và thông thường thì các thuốc chuyển hóa mạnh qua gan khi dùng cho người cao tuổi phải hiệu chỉnh giảm liều và theo dõi chặt chẽ. Thì có thể là các bạn là gì ạ? Giảm liều cho họ, đó là dùng liều tối thiểu, hoặc là nới rộng khoảng cách giữa các cái lần đưa thuốc để cho thuốc đó nó gì ạ? Nó thải trừ hết ra rồi xong rồi các bạn mới đưa lại lần kế tiếp lần sau. Thứ tư là thải trừ thuốc. Thì chúng ta cũng biết là sức lọc cầu thận và khối lượng thận nó giảm còn khoảng 70-80% thôi, cho nên khả năng lọc của cầu thận và ống thận giảm, nó dẫn tới cái kéo dài T1/2 của nhiều thuốc, đặc biệt là những thuốc thải trừ chủ yếu qua thận dạng còn hoạt tính thì nó sẽ làm tăng tác dụng và độc tính, do đó cần giảm liều các thuốc có phạm vi điều trị hẹp như digoxin và các kháng sinh ở trong nhóm amylosid đối với người cao tuổi. Và cái sự thay đổi chức năng thận này nó rất khác nhau ở những người cao tuổi, nên cần có sự điều chỉnh liều thích hợp cho từng bệnh nhân cụ thể. Cái này thì các bạn dựa vào cái chỉ số, đó là hệ số thanh thải creatinine. Thứ ba là những cái thay đổi về đáp ứng thuốc ở người cao tuổi. Thì các bạn biết là tuổi càng cao sự dung nạp thuốc càng kém, có nhiều nguyên nhân dẫn đến thay đổi về đáp ứng thuốc ở người cao tuổi như sự biến đổi đáp ứng của cơ quan đích ví dụ như là benzodiazepine, warfarin, digoxin, rồi thay đổi đáp ứng thuốc tại receptor alpha 2 beta adrenergic. Một số cơ chế kiểm soát thể dịch ở người cao tuổi bị trơ làm thay đổi về kiểu và cường độ đáp ứng của thuốc. Rồi ảnh hưởng của tuổi tác đến đáp ứng một số nhóm thuốc, ví dụ như là dễ bị tụt huyết áp ở thế đứng, ở tư thế đứng ấy, người cao tuổi, như thuốc chống tăng huyết áp, thuốc chặn alpha rau cải, thuốc chống Parkinson, thuốc điều trị bệnh Parkinson ấy, ví dụ như dopamine, levodopa, thuốc liệt thần, rồi dễ bị ngã sau mất thăng bằng tư thế, như thuốc an thần, thuốc gây ngủ. Vì thế cho nên là chúng ta tránh khi kê các cái loại, các cái đơn và các loại thuốc giọt cho những bệnh nhân cao tuổi, bởi vì tay người ta run khi người ta giọt, các cái giọt đó có thể làm không chuẩn, có thể thừa thiếu. Rồi là gì ạ? Giảm điều hòa thân nhiệt như thuốc an thần gây ngủ, thuốc trầm cảm bao vòng, thuốc giảm đau gây nghiện, giảm chức năng nhận thức như các thuốc kháng cholinergic, atropine, thuốc an thần gây ngủ, thuốc chặn beta rau cải. Giảm chức năng các cơ quan nội tạng như thuốc kháng cholinergic, carbapenem, thuốc chống trầm cảm bao vòng, kháng histamine dễ gây nên tình trạng táo bón, tắc ruột ở người cao tuổi. Vì có những cái thuốc mà các bạn dặn dò là phải uống nhiều nước để tránh hiện tượng là táo bón, tắc ruột, thì người ta lại uống thuốc, uống nước người ta lại ngại đi lại. Vì thế tình trạng này nó lại càng tăng. Cái lý do nữa là nhu động ruột nó kém đi, các enzyme trong đường tiêu hóa nó cũng kém. Đối với người cao tuổi thì càng nên phải uống nhiều nước, bởi vì tăng thải trừ các cái chất cặn bã ra ngoài. Tuy nhiên là nói chúng ta phải uống nhiều nước rồi, những người cao tuổi không được kiêng uống nước để cho tăng thải trừ các chất độc qua thận tiết niệu.
thuốc kháng cholinergic gây bí tiểu ở nam giới cao tuổi, rồi rối loạn chức năng đường niệu ở nữ giới cao tuổi, thuốc lợi tiểu ngoài có thể gây ra tiểu tiện không kiểm soát được, thối lượng thuốc lợi tiểu ngoài thì nó lợi tiểu rất mạnh, ví dụ như furosemide, và nó còn có cái tác dụng không mong muốn nữa là nó gây hại kali, cho nên là khi mà không kiểm soát được tiểu nhiều thì cái lượng kali của chúng ta mất đi cũng tương đối nhiều, nên là chú ý là bù vào. Và bốn là những vấn đề cần lưu ý khi sử dụng thuốc cho người cao tuổi. Thì cái thứ nhất là những cái rối loạn do thuốc gây ra ở người cao tuổi, đó là tình trạng đa bệnh lý. Thì chúng ta cứ nói là con bệnh chuyên khoa, đúng không? Mắc nhiều bệnh cùng một lúc, do đó phải dùng nhiều thuốc. Và khi đã dùng nhiều thuốc thì đương nhiên sẽ phát sinh ra những cái phản ứng bất lợi, tác dụng không mong muốn. Vì tỷ lệ gặp phản ứng bất lợi ở lứa tuổi 60-70 gấp đôi ở lứa tuổi 30-40. Rồi sự suy giảm chức năng gan thận gây giảm thải trừ thuốc, các cái tai biến về thuốc thường liên quan đến quá trình đến liều hơn là do đặc tính của thuốc. Rồi thay đổi đáp ứng với thuốc liên quan đến tuổi tác do các tổn thương bệnh lý kéo dài suốt cả cuộc đời, người cao tuổi cũng nhạy cảm hơn với một số tác dụng bất lợi, ví dụ như dễ bị tụt huyết áp hơn, dễ bị trầm cảm hơn, rồi dễ ảnh hưởng đến các cái chức năng chuyển hóa và thải trừ hơn. Thứ hai là những cái tình trạng bệnh lý ảnh hưởng đến sử dụng thuốc như rối loạn tiêu hóa, hay gặp nhất là táo bón, về cái hệ thống enzyme trong đường tiêu hóa nó giảm, rồi nhu động ruột, lượng nước, lưu lượng nước. Và khi bị giảm thì người ta hay lạm dụng các cái thuốc nhuận tràng, và lạm dụng thuốc nhuận tràng thì làm luôn cái gì ạ, giảm cái nhu động tự nhiên của đường tiêu hóa đi, nó đã kém rồi nó lại càng kém thêm. Và khi là lạm dụng các thuốc nhuận tràng thì nó tống ra khỏi đường tiêu hóa nhanh quá thì giảm cái sự gì ạ, hấp thụ của thuốc. Rồi suy giảm về trí nhớ, quên dùng thuốc, nhầm lẫn thuốc, rồi nhầm về liều. Có thể là rất hay là quên dùng thuốc, vì thế cho nên ở trong điều trị huyết áp ấy, thì người ta nếu bệnh nhân đáp ứng được cái thuốc đó thì nên lựa chọn các cái chế phẩm mà có T1/2 dài, để một ngày người ta chỉ cần dùng một lần thôi để tránh được quên. Rồi là nhầm lẫn thuốc, đúng nọc thuốc kia, rồi nhầm lẫn về liều, rồi run tay, không nên cho uống thuốc theo dòng, lưu ý các chai thuốc khó mở, dễ lạm dụng thuốc, dùng kéo dài có thời gian quy định. Đấy, đừng có nói người cao tuổi cũng sợ chết, người ta sợ chết lắm, và cho nên là người ta rất hay lạm dụng thuốc. Đó là gì ạ? Dắt uống một đường như uống một nẻo, biết cái thuốc đấy bổ, và thậm chí là gì, tăng liều lên. Cho nên là vấn đề lạm dụng thuốc rất là nguy hiểm. Ví dụ như tôi nói là đơn giản thôi, các bạn có thể là mua về tặng bố mẹ, biếu bố mẹ một hộp nhân sâm vitamin ginseng, căn dặn là chỉ uống gì ạ, một ngày uống một lần thôi, uống một buổi sáng uống đến 2 viên. Thế nhưng mà nghĩ là thuốc bổ nên là uống 2 viên buổi sáng, 2 viên buổi tối, dẫn tới là rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, là dẫn tới là gì, mất ngủ, không ngủ được, suy gì nhược thần kinh, vân vân, kéo theo các cái tình trạng bệnh khác. Rồi là loãng xương, ít vận động, dễ gây kích ứng tại chỗ như loét thực quản. Rồi gây lắng cặn ở thận, gây ra tình trạng gì các bạn? Sỏi thận. Đó là do cái gì? Lười uống nước. Bình thường đã lười uống rồi, sau đến lúc là một số thuốc mà căn dặn phải uống nhiều nước như sulfamid, rồi là các kháng sinh, thì lại cũng không uống nước, dẫn tới cái tình trạng lắng cặn ở thận càng ngày càng tăng lên. Và một số cái biện pháp nhằm hạn chế ADR khi sử dụng thuốc cho người cao tuổi, nhất là về phía bác sĩ kê đơn và dược sĩ lâm sàng, nắm vững tiền sử dùng thuốc của bệnh nhân và các bệnh mà bệnh nhân đang điều trị, hiệu chỉnh liều với bệnh nhân già yếu có bệnh gan thận dùng nhiều thuốc đồng thời. Thì khi các bạn là bệnh nhân đang dùng nhiều thuốc thì chúng ta xem xét cái gì cần chúng ta dùng trước, cái gì chưa cần chúng ta có thể chia để điều trị xong. Tránh các thuốc có nguy cơ gây tương tác thuốc cao, chọn phác đồ đơn giản, dùng thuốc ít lần trong ngày, giải thích rõ tình hình bệnh tật và mục đích điều trị, phương hướng điều trị để bệnh nhân thực hiện đúng. Lưu ý đến thân thành, đó là yếu tố kinh tế. Về phía người bệnh, không tự ý mua thuốc khi không có chỉ dẫn của thầy thuốc.
phải tuân thủ y lệnh, không tự ý thay đổi cách điều trị và báo ngay cho dược sĩ và bác sĩ khi gặp tác dụng không mong muốn để có biện pháp xử lý kịp thời. Thì đó là cái nội dung tiếp theo sử dụng thuốc cho người gì các bạn cao tuổi. Thì bây giờ cũng gần hết giờ rồi, chúng ta dừng lại ở đây. Chiều nay các bạn sẽ còn một